Hôm nay cũng chia sẻ thôi với cả Son và những điều mà mọi người có thể chưa biết đâu. Trong vòng 2 năm thì bắt đầu có một cái sự hiểu lầm nào đó, cho nên anh Chúc Hồ ảnh mới nói với chị Vân là chắc mình không thể làm cho Giao Huy được đâu, để cho em tự do. Kim nói: chị ơi, sao vậy chị? Cái bắt đầu chị ngồi chị khóc. Ủa? Chị vừa khóc trước á thì mình khóc sau. Kim nói: ủa sao vậy chị? Thì vậy cái chị nói: em phải hiểu rằng chủ là chị, nhưng mà người lựa nhà, trời ơi, có nghĩa mình vô tình hóa khổ đó thôi, nhưng mà thực tế Xin chào anh Giao Huy. Phải nói là khi mà nhắc đến nền văn hóa của người Việt hải ngoại thì chúng ta phải nói đến âm nhạc của người Việt hải ngoại. Mà trong cái thời điểm mà đỉnh cao, thời giai đoạn vàng son của người âm nhạc của người Việt hải ngoại đó, anh là một trong những ca sĩ mà có công rất lớn để mà xây dựng cái nền âm nhạc đó. Cho nên là Son đã theo dõi anh từ lâu. Và anh em mình cũng gặp nhau một vài lần. Cho nên là hôm nay Son rất là vui khi mà anh nhận lời cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé. Trước tiên là Giao Huy xin được cảm ơn đến Son Lê đã cho Giao Huy cơ hội đến gần với tất cả quý vị khán thính giả. Và ngày hôm nay thì cũng rất là vui mà khi được Son Lê là một cái người em đã có một cái YouTube mà anh Giao Huy rất là ngưỡng mộ và đã nghe rất là nhiều những cái chương trình của em. Và nói: ủa sao cái cậu này á, nghe thì giọng nói thì rất là Mỹ con, nhưng mà không hiểu tại sao mà cậu ta lại nói tiếng Việt rất là rành, rõ, chữ nào ra chữ đó. Và ngày hôm nay là không ngờ lại được em mời lên đây mà trong cái chương trình talk show, cho nên rất là vui. Dạ, cảm ơn anh. Anh biết sao không? Tối ngày hôm qua đó, Son vừa mới đáp máy bay về lại Cali. Wow. Anh biết Son đi đâu không? Hôm qua đi đâu? Montreal, Canada. À, Montreal. Yes. Là cái nơi của Giao Huy đó. Thì đó. Đúng thì rồi. Về là bắt đầu là Son, tại vì Son không có cái thói quen là làm research về một khách mời mình quá sớm, tại Son sợ mình bị overanalyze đó. Thì tới buổi tối, the night before, thì Son bắt đầu Son đọc. Son nói: ồ, thì ra là anh Giao Huy là xuất thân từ Montreal. Mà mình vừa mới từ Montreal tới. Mà tối hôm đó, đó là có một cái sự kiện ở Montreal, một nhạc hội mà Son có tham gia, Son đi làm phóng sự. Thì Son có phỏng vấn cô Huyền. Cô Huyền là phu nhân của nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Trường Kỳ. À, dạ. Thì khi mà Son đọc cái bài báo, Son mới biết là anh có một cái sự gắn bó rất là đặc biệt với lại nhạc sĩ Trường Kỳ. Đúng rồi. Yes. Anh có thể nói thêm về chút xíu về cái giai đoạn mà anh ở đó không? Phải nói thật sự là ngày trước và khi mà chú Trường Kỳ còn sống đó, mà thì Giao Huy, khi mà chú Giao Huy, chú Trường Kỳ và cô Huyền là người mà giới thiệu cho Giao Huy đến trung tâm ASA. Có một ngày thì thật sự là bên Montreal thì trời mưa tuyết bão, thế là chú mới mới gọi lại Giao Huy là: con ơi, chạy qua đây đi, có Chúc Hồ với chị Thi Vân đang ngồi đây. Thế thì khi mà chú qua, chú gọi như thế thì Giao Huy lại mới từ hát từ Toronto về, mà lúc thời điểm đó là chỉ đi bằng xe bus thôi, chứ không có cái xe gọi là xe đi máy bay đâu. Thì khi mà Giao Huy đi qua bên nhà chú Trường Kỳ thì lúc đó có anh Hồ và chị Thi Vân của trung tâm ASA ngồi nói chuyện khoảng 3 tiếng đồng hồ, và người ta biểu mình phải đổi tên. Lúc đó Giao Huy không chịu đổi tên, tại vì Giao Huy có một cái tên ở bên Montreal người ta rất biết Huy, đó là tên Quốc Hùng. Mà thời buổi đó thì tên Quốc Hùng được rất là bên Montreal người ta biết đến, Toronto biết đến, rồi Ottawa, những cái thành phố lân cận. Nhưng mà cô Huyền có nói: bây giờ con muốn làm sao, một là cả thế giới biết hay là chỉ có Canada biết thôi. Thế là mình đồng ý đổi tên. Rồi khi mà sau cái buổi nói chuyện đó, trong vòng 3 tiếng đồng hồ, thì chị Thi Vân và anh Chúc Hồ đã nhận Giao Huy vào làm trung tâm ASA luôn. Nhưng có một cái vui lắm. Trời đất ơi, khi mà về tới nơi rồi, thấy một tháng trời á, không thấy anh Chúc Hồ gọi. Mình gọi chú Trường Kỳ, nói: chú ơi, sao người ta không gọi con giữa tháng rồi? Cái chú nói: con gọi lại Chúc Hồ đi. Cái mình nhớ lúc đó mình gọi anh Chúc Hồ. Anh Chúc Hồ cái giọng anh khàng khàng, thì như Son biết rồi đó. Thì mua vé máy bay đi qua đây người ta trả tiền lại, thì mình buồn cười muốn chết. Thì thật sự ra đâu, cái cuộc đời đi ca hát của Giao Huy cũng nhẹ nhàng. Có nghĩa là cái vé máy bay đầu tiên cũng là do trung tâm ASA mua, chứ không phải là Giao Huy mua vé máy bay. Và khi qua bên đây ha, thì mình hát á, trời ơi, vô phòng thu hát bị đuổi về 3 lần.
Cái mình gọi cho mẹ chứ, mẹ ơi trời ơi con vô hát bị đuổi về 3 lần luôn. Cái mẹ nói ủa tại sao vậy, cái con không biết nữa. Bà mẹ mới nói chứ ủa tôi thấy mẹ đi hát cũng rất là ok mà, con không biết luôn. Xong cái bữa hôm đó lần thứ 3, thứ 4 Giao Huy nhớ như vậy, thì khi mà ok được rồi cái mình mới về gọi cho mẹ. Mà thời điểm đó mình đâu có gọi là phone mà mình gọi bằng bấm liền gọi được đâu, mình bỏ vô mấy cái con á, đúng rồi, để mà mình gọi qua Canada. Thì khi mình gọi cái mẹ ơi hôm nay chúc hộ ok rồi, cái bà mẹ từ ngày hôm qua đến giờ là ta cầu nguyện đó. Và nói vậy, thế là từ đó Giao Huy lúc đó là ở trung tâm ASA luôn. Và ngày thời điểm đó Giao Huy còn nhớ người ta nhận mình làm gà sướng lắm. Mà cái thời điểm đó là vừa vào cái tự nhiên người ta biểu lên lấy check. Trong cuộc đời mình đi ở bên Canada, mình đi từ bên Việt Nam qua làm gì có cái check lớn vậy. Lớn thì không phải là lớn, nhưng mà thời điểm đó là 800 đồng. Mình nhớ ngày đó là 800 đồng là một tháng đó, là hát 4 bài thôi. Có nghĩa là một bài 200 mà một tháng là người ta hợp đồng với mình 4 bài. Chẳng may cái tháng đó mình không hát, người ta vẫn trả tiền. Ngày xưa gà Isa nó sướng vậy đó. Mà đã vậy hồi đó gà của Isa đều được hát bài mới chứ không phải như bây giờ. Có nghĩa là cái thời sau này á, là các bạn đó là hát ở là trong chương trình là chính thôi. Chứ còn không có phải giống như ngày xưa mà chị Thi Vân với anh Trúc Hồ là giao cho ca sĩ từng bài này, từng bài kia, từng bài kia. Thì mới lập ra rất là nhiều những người ca sĩ mà có tên tuổi có những cái bài hát đó. Thì Huy cũng là một trong những người mà được may mắn giao được nhiều bài mới. Cho nên bây giờ Huy vẫn cái đà như thế. Mà giờ đây Huy ngồi đây, Huy vẫn lúc nào trong tư tưởng Huy là cũng có những bài mới hết. Để mà không làm cho khán giả là nhàm chán đó. Anh có nhớ năm đó là năm nào không? Cái năm năm mà Giao Huy anh nhận được cái check đầu tiên đó. Năm 1995. 95. Ok. 95 mà thời điểm đó là 800 đồng. Đối với bây giờ nó không là cái gì, nhưng mà thời đó cũng lớn đó. Cũng là lớn. Nhưng mà cái điểm vui là từ xưa đến giờ mình không có cái trách nào hết trơn á. Tại vì hồi đó đi qua bên Canada là phải đi làm những cái bỏ báo hay là làm những cái việc lặt vặt thôi. Rồi mình tưởng là mình sẽ trở thành cu li rồi, chứ không có phải là được đi hát bay đâu. Mà ngày xưa nhớ đi hát là chọn đi bằng xe bus thôi. Xe bus. Mình đâu có ngờ rằng là một ngày đẹp trời mình đi xe máy bay, mình đi máy bay giống như là mình đi bình thường. Giống như hôm nay Hà Nội, ngày mai Sài Gòn, ngày mốt New York, ngày mốt bên Ý, bên Đức, bên lung tung hết như vậy. Thì rất là vui. Và mình cũng nghĩ là thực sự ra mình ở đây cũng lâu năm. Tiếng Pháp cũng biết. Tiếng Anh cũng giỏi biết. Giỏi vậy đó, anh biết tiếng Pháp luôn. Biết chút chút thôi. Có nghĩa là ở bên Pháp học được đúng 7 tháng. 7 tháng tiếng Pháp. Mà cái thầy này dạy giỏi, cho nên thầy mỗi ngày dạy biểu mình học 5 chữ thôi. Ủa vậy anh từ Pháp đi qua Montreal? Từ Montreal chứ. À từ Montreal. Mà qua đó để học tiếng Pháp. Đúng rồi. Thì lúc đó là chị mình vô qua bên đó là thật sự ra là mới có 1-2 tuần lễ thôi là mình đi kiếm cái phòng trà cho bằng được để đi kiếm chỗ hát rồi. Thì mình không ngờ là mình đi mà mình tới cái đi vào đi metro đó, và khi đi metro thì bị lạc đường. Lúc đó hoảng hết đơn, mà tiếng Anh lúc đó không biết, tiếng Pháp không biết luôn. Nhưng mà mình học, mình có biết tiếng Pháp 7 tháng. Rồi khi mình học như vậy thì mình chỉ nghe écoute, có nghĩa là mình nghe âm nhạc bằng tiếng Pháp thôi. Hoặc là mình không có để ý tiếng Việt nhiều để mà học theo đó cho người ta đó, rồi nghe radio tất cả mọi thứ. Thì lúc đó cái âm hưởng mình nghe tiếng Pháp mình cũng rất là ok. Nhưng mà cái sau đó đó mình thấy chắc mình cần phải đi học. Thì cái Giao Huy cũng đóng tiền để đi học thử college. Vừa đi vô học, trời ơi, người ta bung tiếng Anh tiếng Pháp ra cái mình hoảng hồn hỏi gì á. Có nghĩa là mình nói tôi chết rồi. Thế là lúc đó đi lên xe bus và đi về. Đi về mà vừa đi mà vừa tự nhiên nó xúc động á. Mà nó mình thấy tủi tủi, mình nói chết chết rồi, kiểu này chỉ có chết. Kiểu này tại vì một phần là mình thích hát, chứ mình không thích đi làm, mình cũng thích hát. Rồi cuối cùng ai ngờ lại vào được trung tâm ASA. Và không ngờ từ lúc ASA đến giờ, từ năm 95 đến giờ cũng chẳng làm gì cả, chỉ có hát thôi. Cho nên có nhiều người, người ta cứ nói mình tại sao không làm thêm cái này cái kia. Nhưng mà Giao Huy nghĩ rằng là ông trời ông cho mình chỉ đúng cái giọng hát là giỏi nhất thôi, còn những cái không có giỏi. Cho nên vẫn cứ theo đuổi như thế. Kính thưa quý vị, John Lê muốn dành một vài khoảnh khắc để mà cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng hộ cho chương trình. Nếu như đây là lần đầu tiên quý vị xem chương trình này, mong là quý vị hãy bấm nút subscribe. Tại vì càng nhiều người kết nối trong cộng đồng này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều khách mời nữa rất thú vị trong tương lai. John cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại chương trình.
Cho nên là Son nghĩ là trời Phật cũng phù hộ anh đấy. Tại vì có một khuôn mặt điển trai như thế này, một giọng hát hay như thế này, không thể nào đi làm cu li được đâu. Anh lo hơi xa. Chứ thật sự hồi đó tiếng Anh, tiếng U rồi không có biết. Yeah. Cái gì cũng lo, sợ. Cái khi mà mình đi qua được tới chúng ta mới ra rồi, thì quay được 1-2-3 cuốn. Thì chị Quyên mới chỉ gửi cho mình một cái tờ thiệp mời. Không phải thiệp mời, giống như là chị gửi tặng cho mình một cái thiệp, giống như là cái thiệp mà để chúc mừng mình á. Dạ. Gia Huy còn giữ cái thiệp đó đó. Cái chị viết trong đó là, tại vì bữa đó mình có hát cái bài Như Vật Nắng của Chúc Hồ. Dạ. Hát với Như Quỳnh. Xong rồi chị có nhắn là giấc mơ của em đã trở thành sự thật. Mà thật sao tao biết hay ghê nha. Biết giấc mơ của em đã trở thành sự thật. Chúc mừng em. Thế là kể từ đó chứ đi, Gia Huy lại bắt đầu được người ta mời show và đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng lúc nãy anh chia sẻ là cái tên Quốc Hùng của anh á, là bên Asia không chịu. Tại sao vậy? Sao thấy cái tên nó đẹp mà? À, cái tên đó có rất là nhiều người. À. Nhà báo Quốc Hùng nè. Rồi có nhiều người tên Quốc Hùng lắm. Yeah. Thì chị Vân á, để Gia Huy kể cho Son nghe, mà cũng có thể có một số quý vị không biết chữ Gia Huy đến từ đâu. Thì Gia Huy có bàn với chị Gia Huy là bây giờ Asia không chịu cái chữ Quốc Hùng rồi. Thì bây giờ chữ nào thì chị của Gia Huy cùng với em của Gia Huy cùng với bạn em của Gia Huy họp lại với nhau và đưa cho Gia Huy 40 tên. Trời đất ơi. 40 tên để mà đọc cho chị Vân, chỉ muốn lựa người nào đó. Dạ. Gia Huy mới đọc đấy. Chị Vân nói là sao? Bây giờ đổi tên gì? Cái mình vừa lấy cái tờ giấy mình đọc. Dạ chị ơi, cái tên của em bây giờ là tên. Mình vừa đọc mấy chữ Gia Huy thôi. Dạ. Chị Vân chỉ nói Gia Huy. Oh, wow. Không suy nghĩ câu thứ hai, không cần tên thứ hai luôn. Wow. Một cái điểm hay là không hiểu tại sao. Yeah. Đùng một cái là Isa chấp nhận liền. Cũng lấy may là tên... Gia Huy chứ lấy Gia khác là chết rồi đó. Sau đó rất là nhiều những ca sĩ khác cũng lấy tên Gia Huy, nhưng mà tại vì không có địch nổi cái Isa, tại vì Isa thời điểm đó hot quá. Yeah. Rồi đẩy Gia Huy thật xa đi rất là nhiều nữa trên thế giới. Rồi một cái hay nữa là gần đây á, Gia Huy không để YouTube. Thế là Gia Huy cũng không lên mạng xã hội một thời gian rất là dài. Thì bên Việt Nam cũng có rất là nhiều bạn lấy tên Gia Huy. Rồi cũng nhiều nơi Gia Huy luôn. Rồi ở trên mạng nào là có Gia Huy này, Gia Huy kia mà người ta tưởng là của Gia Huy không. À. Khách sạn của Gia Huy nè, cái chả ốc gì của Gia Huy mà không phải là Gia Huy. Đó, không phải Gia Huy có làm gì hết á. Rồi cuối cùng á, khi mà Gia Huy lên mạng xã hội á, thì Son biết sao? Search lên Google cái tên của mình. Tuốt ở dưới luôn. Có nghĩa là bị những cái khác nó lấn tới trong cái thời buổi mới. Yeah. Nhưng mà chỉ gồm có 2 năm thôi. Mình phải cảm ơn cái công ty YouTube nó giúp mình. Làm sao mà tự nhiên giờ bấm ra Google đánh cho Gia Huy là ra hiện mình lên rồi. mình có nói khéo không? Trời ơi, dù sao Gia Huy còn sống, nó chưa có chết. Thì cho nên bây giờ các em cố gắng giúp anh giữ lại lấy cái tên phong độ cho anh chữ Gia Huy, thì anh còn sống mà. Chứ nếu mà anh không còn nữa thì ai muốn lấy gì thì lấy. Nhưng mà dĩ nhiên người ta có quyền lấy, nhưng trả lại tên Gia Huy cho anh. Cái chữ phong độ, cái tên của anh thì phải giữ lại. Thì thật sự thời điểm đó Gia Huy ít lên mạng xã hội. Tại vì Gia Huy có thêm một cái dòng nhạc, đó là nhạc Phật giáo. Thì Gia Huy đi rất là nhiều chùa, và cũng không xuất hiện những media lớn của trung tâm lớn như của Asia, hoặc là Thúy Nga hoặc Vân Sơn hay gì đó thời điểm đó. Đó, Gia Huy ra khỏi Asia thì Gia Huy hát đủ thứ nơi hết, chỗ nào cũng tham gia hết. Gia Huy không kén chọn. Yeah. Và sau đó thì Gia Huy tự làm cái Gia Huy Music cho tới thời điểm bây giờ luôn. Chứ còn nếu mà Gia Huy không có chịu làm á, thì chắc giờ này Gia Huy cũng không có gì hết. Son nghe cái giọng anh ở trên TV đó hồi xưa đó, Son đã mê cái giọng hát của anh rồi. Nhưng mà Son có điều rất là bất ngờ là khi mà gặp anh ở ngoài đời, anh thật là vui tính, anh thật là dễ thương. Trời á, anh ăn nói hoạt bát. Đây là một cái điều mà Son không ngờ được từ một người ca sĩ nha. Trời đất ơi, anh thì lo đi khen em, em thì lại đi khen anh. Nhưng mà quý vị biết không, phải nói thật nha, khi mà cái cậu này mới xuất hiện gần khoảng 3 năm thôi, thì Gia Huy giật mình, kêu wow, cậu này có cái khuôn mặt điển trai nha. Cậu này ta đi từ lính mà về mà. Nhưng mà khổ cái là ở đây người nhìn rất là mỹ con. Ừ. Mà không hiểu tại sao mà có thể nói tiếng Việt rành như vậy, mà mỗi lần lên nói là nhấn nhá tất cả mọi thứ. Quý vị thấy không? Đây có phải là MC tương lai không quý vị? Đúng không ạ? Thì Gia Huy cũng nói là trời ơi, Son thì cứ nói là tại vì em sợ quá em làm không được vậy. Nhưng mà Gia Huy nghĩ là Son có khả năng. Yeah. Thứ nhất vừa có bề ngoài, và thứ hai là vừa có giọng nói. Cho nên cứ thử xem, biết đâu được. Mà tự nhiên nó lại có một cái thêm một cái khía cạnh khác nữa.
trong cái entertainment mà Sean cũng đang yêu mến. Đó. Thôi chắc để tùy duyên đi anh ha. Tùy duyên. Nhưng mà phải nói là khi mà nói đến ca sĩ Gia Huy, Sean muốn chia sẻ cái kỷ niệm mà Sean nhớ về anh lần đầu tiên khi mà Sean nghe cái giọng hát của anh. Để Sean mở cho quý vị nghe nha. Anh vẫn cái bài này anh nhớ không? Anh vẫn biết anh đã từng yêu em. Ngày xưa nó ốm. Một cái giọng nó ấm ghê. Năm 1996. Hơn 26 anh. Chúng mình xa nhau. Cái này quay ở Montreal đó. Dễ anh. Tại vì thời điểm đó là Asia qua bên Montreal quay video. Dạ. Thời điểm đó thì Asia làm với một cái công ty ở bên đài truyền hình của bên Canada. Cho nên là Asia hay qua bên Canada. Và chính vì vậy là mình có cái duyên mà chú Trần Kỳ giới thiệu cho mình với Asia. Là mình quay từ Asia là cứ đi đi về về, cứ đi đi về về. Kính thưa quý vị, Sean muốn dành một vài giây để giới thiệu đến quý vị một thương hiệu uy tín cũng như là nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là công ty Happy Too Easy, đã có mặt trong cộng đồng trên 23 năm. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng như 100% cao su thiên nhiên hoặc memory foam được sản xuất tại Mỹ. Có chương trình financing không tiền lời và có ship đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, mong là quý vị hãy liên lạc ngay số phone trên màn hình nhé. Thêm một nhà tài trợ nữa mà Sean Lê muốn giới thiệu đến quý vị, đó là công ty Teletron, chuyên bán những chiếc ghế massage cao cấp và những mặt hàng luxury khác. Công ty Teletron thường xuyên tổ chức những ca nhạc hội miễn phí, phục vụ quý đồng hương trên nhiều tiểu bang của nước Mỹ. Họ cũng có một quỹ học bổng dành riêng cho các em học sinh gốc Việt tại miền Nam California. Mọi chi tiết xin quý vị hãy liên lạc số phone trên màn hình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Công nhận là từ đó bây giờ nó cũng khác, không khác nhau bao xa, vẫn đẹp trai như xưa. Nó tròn hơn chút. Nhưng tại mà vì tuổi mà. Son nhớ là cái thời điểm này đó là gia đình Son đang ở bên Minnesota. Thì cả nhà đều mê âm nhạc của Asia lắm, mê lắm. Thì ông anh rể của Son, ông cầm cái CD này, cái DVD này tới mở lên cả nhà đều ngồi xuống nghe. Thì mấy bà chị của Son á, thì người thì mê Lâm Nhật Tiến, người thì mê Lê Tâm, đẹp trai phải không? Nhưng mà ông anh rể này ông thích Gia Huy. Ông nói cả nhà ơi, hôm nay có ca sĩ này mới nè, của Asia nè, chỗ hát cái bài này hay lắm. Thế là từ lúc đó là Sean mới biết đến anh Gia Huy. Nhưng mà anh Sean có nghe một vài bài về anh nữa, giống như là Từng Bước Chân Âm Thầm mà anh hát với lại Lâm Nhật Tiến rồi Vina Uyển My, Ni Dạ, đông lắm, nguyên một top ca đó. Nhưng mà cái bài mà Sean ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất là cái bài về sau này anh hát Anh Còn Nợ Em. Năm 2000 đó. Đến thời điểm này Sean vẫn chưa tìm ra một nam ca sĩ nào mà có thể cover được cái bài đó thành công như là người đầu tiên mà hát bài đó. Đó. Phải nói là cảm ơn đến nhạc sĩ Trúc Hồ và Thi Vân, một bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng. Tại vì thời điểm đó là người ta hay cho ca sĩ hát nhạc mới. Tự nhiên người ta gửi bài đó đến cho mình. Và không ngờ cái bài đó mà với cái hòa âm của Vũ Tấn Đức mà mình lại được người ta nhớ tới bây giờ. Có nghĩa là bây giờ nhiều show nào cũng vậy, cũng có biểu Anh Còn Nợ Em hát lại chứ. Hát trong chùa cũng Anh Còn Nợ Em luôn. Có nghĩa là chỗ nào kêu mình là mình hát hết à. Hát bài đó xong mà ai cũng đi cúng dường hết rồi. Nợ nhiều quá. Nợ nhiều quá. Nói khi mà Son tìm hiểu về cái bài hát này thì Son mới biết là cái bài hát này là được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Anh Bằng, đúng không? Đúng. Anh? Mà khi mà ông sáng tác bài này đó là ông lấy cái nguồn cảm hứng từ một cái bài thơ của cố thi sĩ gọi là Phan Anh Tài mà Phan về... Thành Tài. Phan Thành Tài. Mà về sau này khi mà Son tìm hiểu mới biết là ồ, cái bài báo đó viết lộn tên ông. Tên ông là Phạm Thành Tài mới đúng. Có mà... nhiều người cũng nói câu đó. Mà khi mà nhạc sĩ Anh Bằng tìm đến nhà ông để mà tri ân á, thì mới biết cái tin là ông đã qua đời rồi. Ông đã qua đời rồi. Và sau đó thì nhạc sĩ Anh Bằng có tặng một vài món quà cho gia đình ông. Nhưng mà qua cái sự kiện này Son mới thấy là khi mà một người nhạc sĩ và một người thi sĩ mà họ có một cái sự đồng cảm, họ có một cái sự gọi là đồng điệu với nhau đó, thì họ sẽ cho ra đời những cái tác phẩm mà đi vào huyền thoại. Đúng. Để đời luôn. Anh có kỷ niệm gì đáng nhớ về nhạc sĩ Anh Bằng cũng như là phải nói bài này không? Gia Huy rất là thương ông Anh Bằng. Là tại vì là một nhạc sĩ rất là hiền. Và có những lúc mà Gia Huy nhớ trước cái lúc mà nhạc sĩ Anh Bằng vẫn còn sống, vài năm sau khi mà nhạc sĩ mất, thì bữa đó là Gia Huy còn nhớ là Asia nó có cái tiệm
băng nhạc ở ngoài đó. Thế khi mà bác Bằng với Gia Huy đi ăn á, hai bác cháu ngồi ăn, bác dễ thương lắm. Thì lúc đó mình không có phải là hoạt động với Trung tâm Mera nữa, mình là ca sĩ độc lập. Là mình không còn Trung tâm Mera nữa. Thì bác mới nói là Gia Huy ơi, nếu bác có làm cái gì á, con có giúp bác không? Cái mình mới nói là sao bác? Thì bác làm cái gì thì bác làm, bác nói bác con làm cái gì là con làm theo thôi, có gì đâu. Bác con không sợ những người khác, người ta không cho mình làm hay là sao? Không, con là ca sĩ độc lập. Có nghĩa là bây giờ ai mời con cũng hát được hết á. Thì đó, thì thật sự ra đó, mỗi cái khía cạnh của cuộc đời cũng giống như là cuộc sống, hoặc là mỗi trung tâm đều nó có những cái nỗi niềm riêng. Mà cái nỗi niềm này không có ai biết được nếu người ta không nói ra. Đó, thì thật sự là bác, anh Bằng cũng hay chia sẻ với Gia Huy. Thì điểm đó thì sau đó thì bác anh Bằng mất. Thì khi bác anh Bằng mất thì có một cái biến cố của Trung tâm Asia, mà đến giờ này mà Asia nó không còn vững mạnh được như ngày xưa đó. Thì là Asia, một số nhạc sĩ của Asia không làm chung với Asia nữa. Và làm riêng. Mà khi làm riêng như vậy thì lúc đó thì chị Thi Vân lại về sức khỏe không có tốt. Nhưng mà có một lúc Gia Huy nhớ là cuốn video 79 quay ở Reno. Thì thời điểm này thì con của cô chị Thi Vân có gọi cho Gia Huy, cũng là nhờ Gia Huy là phỏng vấn những cái nơi này nơi kia. Và thứ ba lúc đó là Asia cũng đang vực lại để mà làm riêng để cho mình, khi mà Chúc Hồ anh không có làm việc chung nữa. Thì lúc đó thì Asia nhờ anh Vũ Tuấn Đức làm. Vũ Tuấn Đức làm giám đốc về âm nhạc. Thì thời điểm đó thì Gia Huy cũng xông pha chiến trường dữ lắm. Có nghĩa là lên phỏng vấn chỗ này chỗ kia để mà giúp cho một cái chương trình quay hình của Asia ở 79 tại Reno. Bữa hôm đó tuyết rất là nhiều, chương trình 2 suất. Sau một cái thời gian mà Asia bị problem về vấn đề mà ca sĩ không làm chung với Asia nữa, hoặc một số rồi nhạc sĩ không làm việc chung nữa, thì Asia có giống như là bấp bênh. Thì khi mà Asia nhờ tới Gia Huy thì Gia Huy cũng là ca sĩ của Asia mà. Thì cho nên mình về mình cũng giúp rất là nhiều để Asia có thể để thể cuộc lại trong chương trình đó. Thì cái chương trình 79 khi mà quay hình thì ngày hôm đó phải nói là bác Bằng đã phù hộ cho chương trình của Asia. Có nghĩa là mọi thứ tuy là toàn là người mới làm không, mà nó thông suốt hết, không có bị cái gì hết. Cả một cái chương trình. Thì Gia Huy nghĩ đây là bác Bằng đã có nghĩa là hỗ trợ tinh thần cho Trung tâm Asia để làm lại cái chương trình của video. Nhưng mà sau đó thì Asia có làm thêm được vài cuốn nữa. Nhưng rồi sau đó sức khỏe của chị Vân cũng như là YouTube nó ra cũng nhiều á. Cuối cùng Asia lại không được vững như ngày xưa nữa. Thì cái điều đó cũng rất là tiếc. Tại vì thời điểm đó đó, ai cũng thích nhạc của Trung tâm Asia. Và cũng như là những cái cuốn video để đời mà của Trung tâm Asia đã làm. Thì bây giờ quý vị vẫn có thấy trên YouTube. Nhưng ý nói là để mà làm được một cái tác phẩm như ngày xưa nữa thì cả một vấn đề rất là nhiều khe, nó không có dễ nữa. Đúng là khi mà nhạc sĩ anh Bằng qua đời thì đó là một cái điều mất mát rất là lớn đối với Asia, cũng thật là đáng tiếc. Mà anh là một trong những ca sĩ mà theo Son thấy là đi đầu đó, một trong những ca sĩ hàng đầu của Asia cũng như là của hải ngoại luôn. Anh rất là tài ba. Khi mà nói đến những cái bài mà anh hát thì đó là cái bài mà Son đáng nhớ nhất là Anh Còn Nợ Em. Nhưng mà về sau này Son nghe thêm một bài nữa và Son thấy wow, sao mà anh này anh hát cảm động dữ vậy, là cái bài Ngày Xưa Thân Ái đó. Những ngày xưa thân ái. Những ngày xưa thân ái đó. Ủa mà tại sao Du lại có cái CD đó? Son nghe trên YouTube thôi. Thì cứ gõ cái tên Gia Huy ra là đừng có gõ Gia Khác là được rồi. Gia Huy là... Nhưng mà đôi khi trước đó mà chưa có YouTube bấm Gia Huy lên nó lọt sổ ở đâu không ai biết hết. I know. Nhưng mà nhờ có YouTube thì người ta biết lại cái chương trình bài đó, đúng rồi. Son rất là bất ngờ nha. Nhưng mà chưa đâu. Son có biết là bây giờ sau cái trong cái mùa dịch đó, Huy mới nghiệm lại một cuộc đời chứ thôi, trời cái gì mà nổi tiếng cũng mất, không nổi tiếng cũng mất, giàu cũng mất, nghèo cũng mất. Thôi thì bây giờ sau dịch mình thích cái gì thì mình cứ làm. Thế là Huy ngoài những cái dòng nhạc Huy đã hát, Huy hát thêm những dòng nhạc mà chưa bao giờ hát, đó là nhạc bolero luôn. Bolero. Huy làm bolero luôn.
Nhưng mà dĩ nhiên nó không phải là một sớm một chiều mà để có thể mà nó nhuần nhuyễn hết tất cả mọi thứ. Tại vì đang từ cái nhạc thơ mà. Huy cũng may mắn là tại vì Huy hát được từ thơ. Hát nhật nhạc và phổ từ thơ. Thì cho nên khi cái giọng Huy nó vô được nhiều nhạc khác nhau. Ngay cả nhạc nhanh cũng được. Rất là truyền cảm nữa. Thì trong những cái dòng nhạc anh hát đó, anh thích dòng nhạc nào nhất nè? Thực sự ra là cái phù hợp nhất của anh Huy là thơ và nhạc đó. Thơ và nhạc. Thì trong cái bài Anh Còn Nợ Em là phổ thơ đó. Rồi cái bài Phượng Hồng Giao Huy cũng được người ta chú ý đến. Thì bài đó cũng phổ thơ. Nói chung là nhiều bài phổ thơ là Giao Huy rất là hợp. Rồi còn thật sự ra là mặc dù thế thì Giao Huy nghĩ là tự nhiên mình đã đam mê cái nghề này rồi, mình đeo đuổi cái nghề này rồi, thì mình phải hết mình với nó. Mình phải làm hết mình luôn. Cho nên hôm nay cũng trên cái chương trình của Son thì Giao Huy cũng bật mí là để chuẩn bị cho 30 năm sắp tới là kỷ niệm 30 năm năm tới 2025. Thì Giao Huy bây giờ trong đầu cũng nghĩ nát óc để phải có những bài hát nào mới để mình có thể lặp lại thêm 30 năm nữa. Cái chuyện rất là khó. Tại sao phải 30 năm, 50 năm nữa, 60 năm nữa? Quý vị biết không, ai cũng muốn hát một cái thời gian rất là dài. Mà Giao Huy nhớ vui lắm cái hồi mà khi mà Ira mà cho Giao Huy về Việt Nam mà quay cái video đầu tiên là cái bài Kỳ Diệu đó. Bài Kỳ Diệu cũng là một cái bài hay thơ luôn nha. Mà Vũ Tuấn Đức hòa âm hay lắm. Hát như thế nào anh? Khi áng mây cao dừng trên cái gì, nếp chán đó, vậy đó, bài đó hay. Thì khi mà cái bài đó, đó quay thì Giao Huy là người đầu tiên mà Ira cho về Việt Nam quay video. Thì khi mà về Việt Nam quay video á, ở có một cái điểm là quay xong những cái bài hát đó thì thời điểm đó vui lắm, về Việt Nam á, năm 95, 96, 97 mà người ta mê nhạc hải ngoại lắm. Đi tới đâu người ta cũng biết Giao Huy hết á. Vô tới chợ Bến Thành mà mặc đồ bình thường cũng biết luôn. Rồi mấy cái em mà nhỏ mà vừa tới xuống với trường, hai anh không nói Giao Huy đâu, như vặt nắng mua kẹo đi, như vặt nắng mua kẹo đi. Hoặc là nói những cái bài hát mà mình nổi tiếng thôi, chứ không cần kêu tên mình nữa. Tại vì cái hồi đó hình cái chương trình của video của Ira với Thiên Nga nó mạnh như vậy trong Việt Nam. Anh còn nợ em, mua tờ giấy số đi, còn nợ em tờ giấy số. Nhưng mà năm 2000 mới anh còn nợ em. Năm 2000. Chứ còn nếu mà Giao Huy mà năm 2000 mà, nếu mà năm 95 mà Giao Huy được cái bài Anh Còn Nợ Em thì có thể đó là cái mốc lớn. Nhưng mà phải tới 5 năm sau Giao Huy mới có Anh Còn Nợ Em. 5 năm sau. Rồi thật sự ra Huy cũng may mắn, hôm nay cũng chia sẻ thôi với cả Son những điều mà mọi người có thể chưa biết đâu. Trong vòng 2 năm thì bắt đầu có một cái sự hiểu lầm nào đó, cho nên anh Trúc Hồ anh mới nói với chị Vân là chắc mình không thể làm cho Giao Huy được đâu, để cho Giao Huy nó tự lo đi. Vậy. Tại sao vậy? Thì tự nhiên mình mới lúc đó Giao Huy nhớ là Giao Huy đang ngủ với bố ở ở nhà đó. Chị Vân chị mới gọi lên. Chị mới nói gọi lên thì có thể một cái hiểu lầm nào đó. Chị gọi lên chị mới nói chị ra chỗ ngoài, chị ngồi cái quán mà Giao Huy nhớ trên đường Gần Rô á, mà cái quán cà phê chị thường thường là mọi người hay ra ăn ở đó. Thì khi mà chị ra, chị mới nói Giao Huy là chị với anh Hồ nghĩ chắc không làm được cái gì cho em đâu. Cho em chắc để cho em tự do. Kim nói, ô chị ơi, sao vậy chị? Cái bắt đầu chị ngồi chị khóc. Chị vừa khóc trước á, thì mình khóc sau. Cái bắt đầu, ủa sao vậy chị? Vậy vậy cái chị nói, em phải hiểu rằng chủ là chị. Nhưng mà người lựa nhạc á, là Trúc Hồ. Thì người anh Trúc Hồ lúc đó là director music mà. Cho nên khi em lựa em nói thì em phải lựa lời em nói. Thì có thể câu nào đó mà bên Trúc Hồ không vui như thế nào đó. Thì trời ơi chị ơi, em đâu có cái nghĩ gì đâu chị. Vậy vậy lúc đó Giao Huy nghĩ tới hai điều. Thứ nhất là Giao Huy chưa có giấy tờ ở Mỹ thời điểm đó. Thứ hai là Giao Huy chưa mua được nhà cho bố mẹ ở bên Canada luôn thời điểm đó. Thật sự là lúc đó nếu mà những người nào nóng tính là xong hàng rồi đó nha. Nếu mà nóng tính là thời điểm đó, bây giờ ngồi đây là không có ngồi đây mà Son Lê Xô gì đó ở đây rồi đây nha. Tại vì sẽ không được những cái cơ hội nếu mà nóng tính. Thì hôm nay cũng là một cái cơ hội để nói mọi người á, có đôi khi mình cũng phải nhìn đúng không? Để cho cái công việc nó hoàn thiện. Rồi cái chị mới nói em vô em xin lỗi Trúc Hồ đi. Thế mình vô mình xin lỗi Trúc Hồ. Nhưng mà anh làm gì sai nè? Thì có thể là anh Giao Huy nghĩ rằng là có thể mình nói cái câu nào đó mà Trúc Hồ không vui. Có thể như vậy. Thì người ta nghĩ là chắc cái thời điểm đó Giao Huy có một lần, nếu Giao Huy không nhớ không lầm, thì ta về ngồi anh nhiều khi nghĩ lại trong lòng lắm, ủa mình làm gì người ta giận người ta,
mình phải hỏi mình thì câu đó. Thì có một lần mình ảnh mới đưa cho mình một cái bài, cũng bài dòng sông gì mà Lâm Nhật Tiến hát đó, nhưng mà không phải là dòng sông quên, anh đã quên một dòng sông mà kiểu dòng sông khác. À thì Aira biết cái tính của Gia Huy là đưa cái gì cho nó rồi á mà lấy lại là nó buồn, hiểu không? Là có nghĩa là đưa là phải, có nghĩa là phải nó phải hát chứ đưa cho người lấy lại nó buồn. Cái tự nhiên á, mình có thể một, có một cái câu mình vô tình thôi, nhưng mà sự thật là nó vậy. Nhưng mà chỉ cái câu đó, nếu Gia Huy không lầm là Gia Huy nói anh ơi, anh phải làm cho em những cái bài mà nó trẻ trẻ như vậy nè thì em dễ đi show. Chứ anh làm những bài khó như kiểu Tuấn Ngọc như vậy á thì rất là khó đi show. Thì anh mới nói sao chứ? Em có biết là Tuấn Ngọc là legend không? Cái mình nghiến bụng chứ. Ôi trời ơi, có nghĩa mình vô tình nói cái câu đó thôi. Nhưng mà thực tế là nó vậy. Có nghĩa là có rất nhiều dòng nhạc, đúng không? Đúng. Dòng nhạc bolero sẽ đại chúng hơn. Đúng. À, dòng nhạc trẻ nó sẽ đại chúng hơn. Nhưng mà nếu mà vô cái nhạc dòng nhạc sang, nó kén khách hơn. Mà nếu mà khi kén khách á, thì là có thể cái ngay cả bầu show người ta cũng lựa theo cái kiểu kén khách hơn, đúng không ạ? Đúng. Mình chỉ vô tình nói thôi, có thể cái câu đó người ta nghĩ mình là chỉ nghĩ về show chứ không có nghĩ về chương trình của Aira. À. Cái chị Vân mới nói biểu mình vô xin lỗi Trúc Hồ đi, cái mình vô mình xin lỗi anh Trúc Hồ. Cái anh Trúc Hồ biểu mình vô mình xin lỗi chị Vân đi, cái mình đi vô mình xin lỗi anh chị và chị Vân. Thế là cuối cùng mình làm việc thêm 2 năm nữa. Khi 2 năm nữa thì Gia Huy cũng nổi những bài đó, nhưng mà thật sự hôm nay mình cũng chia sẻ luôn. Nổi nhưng mà không phải nổi kiểu bật, giống như là kiểu như là mạnh mà như Quỳnh mà chuyện dàn ở chuyện của Sim với cả chuyện dàn thi lý của Mạnh Đình. Thì Aira không biết lý do tại sao, có nghĩa là nó không nổi bật, người ta muốn mình phải kinh hoàng như thế. Nhưng có thể mỗi người mỗi số, đúng không? Đúng đâu rồi. Có thể được mỗi người mỗi số. Thì có thể lúc ra mình mới ra là như Quỳnh trúng ngay cái bài chuyện của Sim, Mạnh Đình là chuyện dàn thi lý, mà Huy 5 năm sau mới Anh Còn Nữa Em. Đó, cái Huy, cái đường của Huy nó chậm hơn. Nhưng mà theo Huy nghĩ nó chậm nhưng mà nó chắc. Đúng. Tới giờ này mà Huy vẫn còn đam mê đi thu âm, vẫn còn suy nghĩ nát óc, bài gì bây giờ ta, khán giả bây giờ thích cái gì vậy ta, thế các bạn trẻ bây giờ nó xu hướng nó thích cái gì vậy ta. Mình thì TikTok mình không có dành làm nhắm, mà bây giờ mình cũng mò cho mình làm chút xíu. Nói chung là mọi thứ thay đổi cả. Nhưng mà nếu mình làm quên và mình không chú ý, mình không update thì chẳng khác nào mình bị đào thải. Cho nên cuối cùng á, Huy vẫn cố gắng. Cho nên trong gần đây là Son thì thấy Huy rất là nhiều những cái bài mới, mà có những cái bài mới rất là lạ. Để có một cái gì nó bộc phá cho kỷ niệm 30 năm. Thì nếu tới là kỷ niệm 30 năm rồi thì nó sẽ kéo dài cuộc đời ca hát của mình thêm, nếu mà được. Còn nếu mà 5 năm nữa mà không có vượt qua nữa thì thôi xong ngủ luôn. Còn giờ nếu quý vị còn thương mà Gia Huy vẫn còn được đi show chùa chiền khắp nơi vẫn còn ủng hộ Gia Huy á, thì là Gia Huy vẫn còn giữ được cái tên. Chắc chắn rồi, tại vì anh có thực lực mà. Anh có cái khuôn mặt điển trai rất là dễ gần, anh nói chuyện khéo léo, dễ đi vào lòng người nữa. Mà tiếng hát của anh thì bao nhiêu năm nay không có thay đổi gì, thậm chí là cái nội lực nó còn mạnh hơn nữa, theo Son thấy là như vậy. Không hiểu sao luôn Son. Kinh khủng thiệt. Có rất ngày xưa đó thì người ta nói ủa giọng Gia Huy cũng nhẹ nhẹ thôi. Tại sao giờ mạnh mà lạ vậy ta? Có rất nhiều ngày xưa có những người ta nói tôi mà thấy ông Gia Huy này là tôi pass, tôi không có thích ông này, tôi pass. Nhưng mà bây giờ nghe lại Gia Huy, ơ sao bây giờ lại khác như vậy ta? Mà sao bây giờ mạnh như vậy ta? Nhưng mà nghe trên TV khác nhà, nghe anh hát live ở ngoài đời lại khác nữa. Hay ơi là hay. Lúc đó mà Son nói thấy trời ơi, khi mà Son nghe được anh hát live cho Teletron á, Son nói trời ơi sao cái anh này cái nội lực của anh mạnh dữ vậy? Mà mình cũng không hiểu, có nhiều người lại nghĩ rằng là có thể Gia Huy hát nhạc Phật á. Phật cho có thể có nghĩa, thật sự ra thì Son biết là cái tuổi càng ngày thì dĩ nhiên nó cũng không còn được trẻ, đúng không? Nhưng mà thật sự cái tâm hồn của Huy với cả cái the way của mình với tất cả mọi thứ, tự nhiên Huy có thể là bằng cái sự nhiệt huyết của mình á, cho nên mình vẫn tự nhiên nó khỏe, mà nó khỏe mà mình không hiểu tại sao nó khỏe luôn. Có thể nhiều người nói là có thể Phật gia hộ cho mình từ khi hát nhạc Phật. Chứ hồn trước đó đâu có như vậy được đâu. Mình đã nói là có những ngày trước có những người, người ta đi coi mình, người ta thấy Gia Huy nó, mình tôi không thích đại khái vậy đó. Nhưng mà sau bây giờ người ta đi coi lại, người ta nói ủa bây giờ Gia Huy nó thay đổi hoàn toàn luôn. Cái chuyện cũng rất là lạ, mà cũng Gia Huy nghĩ rằng là cũng có thể là nếu mà nghĩ về tâm linh thì đây cũng là một cái mà có thể là Phật cho. Phật cho mình. Chứ thật sự ra bây giờ mà cho anh biết tại sao mà Gia Huy cố gắng không? Tại sao Gia Huy hiểu được cái vô thường?
không biết là ngày hôm nay còn ngày mai mất hay không là như thế nào, mình không biết được. Cho nên bây giờ mình thích là mình cứ thu âm, mình thu cho thật nhiều đi, mình cứ để đó. Nhạc Phật cũng thu, nhạc đời cũng thu, nhạc trẻ cũng thu, bolero cũng thu, nhạc mẹ cũng thu. Thì mình thu, mình để đó. Sau khi mình không còn nữa, người ta còn nghe cái giọng hát của mình. Yeah. Gần đây thì Son thấy anh ca những bài nhạc Phật nhiều lắm, những năm tháng gần đây. Nhưng mà lát nữa Son sẽ hỏi về cái hướng đi này của anh. Tại vì Son nghe anh kể là cái câu chuyện mà một người ca sĩ trong một cái trung tâm như vậy, mình vẫn phải vừa phải làm hài lòng khán giả, mình phải vừa làm hài lòng chủ của công ty, trung tâm, rồi nhạc sĩ. Đúng. Cái áp lực của một người ca sĩ Son không nghĩ là nó nhiều như vậy. Vậy anh có những cái câu chuyện nào thú vị mà trong cái sự nghiệp ca hát của anh mà anh phải va chạm với lại đồng nghiệp chẳng hạn, hoặc là những chuyến đi lưu diễn của anh mà phải có những kinh nghiệm gì với khán giả mà anh muốn kể không? Thật sự ra là mình có thể mình dễ người dễ ta, trăm trận trăm thắng. Đó là cái ký mà ý thức của mình trong người vậy. Chứ đôi khi Gia Huy cũng hay hòa đồng, vui vẻ. Từ cái lúc mà mẹ mình còn sống có nhắn là khi nếu có chẳng may có nổi tiếng thì đừng có chảnh chè, đừng có phách lối hay đừng có vậy vậy. Thì mình học được cái đó từ mẹ. Thì khi nói chung là nói về những cái kỷ niệm thì rất là vui. Tại vì mình đâu có ngờ rằng mình chỉ là một ca sĩ của Á Đông mà mình được bay nhiều như thế. Mình bay nhiều đến được nhiều quốc gia như vậy. Đó là một cái điều may mắn. Khi tới có những cái kỷ niệm rất là vui, tại vì người ta rất là hiếu khách. Người ta cho mình nhiều những cái ưu đãi. Vì chính vì mình biết những cái ưu đãi đó là trong cái lúc mình đang còn thăng hoa, mình đang được người ta biết tên, biết tuổi nhiều, lúc đó mình đang nổi tiếng. Thì khi mà như vậy thì Huy cũng đã biết là cái lúc mình đang được thì mình cũng phải như thế nào. Tại vì đến một lúc nào đó Huy, lúc đó không hiểu tại sao mình đã nghiệm rồi, là đến một lúc nào đó mình sẽ không được như vậy nữa, không được cưng chiều như vậy nữa. Một cái điểm vui nhất là quý vị biết bây giờ sao phải không? Mỗi lần Gia Huy đi tới đâu á, Gia Huy hát á, Gia Huy nghĩ là trời ơi, cái mặt Gia Huy nó dày quá rồi, còn chụp hình gì nữa đúng không? Trời ơi, đi đến một cái chỗ nào á, cũng giống như là mình, tôi nói thì Á hậu không chịu đòi Hoa hậu không á. Có nghĩa là vẫn được mọi người thương mến chụp hình, nó vui lắm. Mà Gia Huy lại khoái chụp hình nữa mới chết chứ. Có nghĩa là tại sao mà Gia Huy có nhiều hình trên Facebook với khán giả là bởi vì vậy. Quý vị biết là mỗi lần mà lúc mà nó bận rộn á thì làm sao mà có thể chụp hình đó đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà khi người ta tới ta chụp hình với mình á, Huy móc cái phone ra, mình nhờ người khác chụp liền. Chụp đi giống như là chụp tài liệu mà gọi là đang phỏng vấn gì đấy đó. Chụp xong Huy về Huy cắt hình rồi được cái Huy mới bỏ hết lên Facebook. Khi bỏ lên Facebook xong, xóa ngay trong cái phone bởi vì nó nhiều quá. Mà khi lên cái Facebook như vậy, cái Facebook năm sau nó nhắc lại tôi chụp hình với Gia Huy, tôi chụp vậy, cũng rất là vui. Nó rất là mệt Son, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ một nhiều nhờ cái mệt như vậy mà người ta quý mình. Đó cũng là một cái kỷ niệm mà Huy rất là thích, là đi tới đâu bây giờ tới giờ này cũng vậy, nó vẫn còn được cái chụp hình, vẫn còn được chụp hình mà mình nghiễn bụng mà trời ơi, cái lúc đầu tiên người ta thấy, người ta muốn nhìn cái mặt mình để coi mình ốm tròn méo ra sao, chứ bây giờ hả mặt mình nó dày quá rồi làm gì nữa, người ta cần chụp hình nữa đúng không? Nhưng đó là những cái kỷ niệm mà Huy nói phải là. Còn là cái sự va chạm thì thường thường không? Huy lại không có kiểu giống như là gây cấn với tất cả đồng nghiệp. Huy luôn có cái điều hòa đồng. Ngay cả đôi khi ai cũng là con người mà, ví dụ như mình tới chùa mình hát đi, hoặc là những cái chỗ từ thiện hát đi, đôi khi có những lời nói của những người khác mình nghe mình rất là khó chịu và không có đúng ý mình. Nhưng mà đôi khi mình có hát nhạc Phật là mình phải chịu nhịn để cho mọi thứ cho nó êm ả. Chứ để bây giờ mà mình đôi khi mình nói thẳng tuột quá, mình phải dùng từ ngữ khéo léo mình nói, mà bây giờ mình dùng ái ngữ rồi mà không nói được nữa thì thôi thua đúng không ạ? Thì mình không dám làm những điều bậy mà nói bậy. Tại vì mình nói bậy như vậy vậy á thì bao nhiêu cái công đức mà mình hát nhạc Phật như là bỏ sông bỏ biển cho nên nó cũng rất là khó. Nhưng mà không phải lúc nào cũng là nó thẳng tuột như mình đâu. Đôi khi á mình nhìn cái sự việc như vậy, ủa sao kỳ vậy trời, sao kỳ như vậy trời. Nhưng mà rồi á có những cái mình chuyển hóa từ nghịch duyên sang thịnh duyên, mà chuyển hóa không được á thì riết thì mình cũng phải yên lặng luôn, tại vì mình không có thể nói được đó. Chứ thường thường đôi khi cái cách của Huy nói chuyện là Huy tích cực không à.
Ai nói chuyện tiêu cực là Huy cũng đổi hướng người ta qua tích cực. Mà đổi riết rồi mà không đổi được là im lặng luôn, là không nói được, không nói được nữa. Tại vì Huy gặp rất là nhiều bạn. Vậy là cái tính của anh rất là hay nhường nhịn nè. Đúng không? À, nhường nhịn thì cũng có, nhưng mà nói chung là mình rất là thẳng nha. Rất là thẳng là có như nói, nhưng mà mình nói là mình nói và cả cái tấm lòng mình đem hết cả cái tâm huyết của mình nói chuyện. Bất cứ một cái nhân vật nào hoặc là một cái câu chuyện nào, chứ không thể là mình nói là để mà câu chuyện làm quà thì không có đâu. Đó, khi đã nói với ai á là nói hết cái tấm lòng của mình. Đó, thì còn với vấn đề nhịn là nếu trường hợp nhưng mà mình cảm giác như người ta không có được nữa rồi á thì mình không có thể nói được nữa thì thôi bắt buộc mình phải yên lặng. Thì bây giờ mình tranh giành cũng vậy, tại vì mình không nói được. Có những cái mình không có nói được. Kính thưa quý vị, Sean muốn dành một khoảnh khắc để giới thiệu đến quý vị một nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là quán ông trẻ. Quý vị đã nghe đúng rồi đó, đó là quán ông trẻ chứ không phải là quán ông già nha. Ai mà đến Houston, Texas nhất định phải ghé qua quán này để mà thưởng thức bánh beignets trứ danh của Pháp. Và đặc biệt là món bánh cuốn gia truyền 103 năm trải dài 4 thế hệ từ Bắc vô Nam và sang tới tận Hoa Kỳ. Sean đã thử qua mà phải nói một câu thật lòng là ngon ơi là ngon. Rất khó để mà tìm ra một dĩa bánh cuốn ngon như vậy tại Mỹ. Ngoài lợi thế nằm trong khu trung tâm người Việt, không gian của quán còn phù hợp cho mọi lứa tuổi, là nơi lý tưởng để tiếp khách từ phương xa, gặp gỡ gia đình, bạn bè. Quý vị hãy ghé quán ông trẻ trong khu Kim Sơn tại Houston, Texas nhé. Điện thoại 281-809-3909, 281-809-3909. Một nhà tài trợ nữa cho chương trình ngày hôm nay đó là Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermarket. Điện thoại 714-756-0946. Vậy thì khi mà anh đi show như vậy đó, khi mà ca hát với đồng nghiệp đó, sao anh biết là cái thứ tự hát nó cũng quan trọng lắm đúng không? Tùy theo cái show thôi. Có bao giờ mà có người dành hát cái anh hát trước hát sau, hoặc là dành cái bài này mà anh không đồng ý? Câu nhận cái câu này nó rất là hay. Và thật sự là nhiều khi mà ta nói nhiều khi mà người ngoài ta cũng không biết nữa. Nhưng mà khổ cái ngày hôm nay thì thôi, Sean đã hỏi thì cũng nói luôn, đôi khi đau lòng lắm. Có nghĩa là như thế này, đôi khi thì khi người ta sắp xếp, người ta muốn mình là phải hát dậy. Rồi có người khác thì người ta cũng muốn hát dậy, người ta muốn hát ở những cái lúc mà đông người nhất, hoặc là vậy. Còn người ta là những cái lúc mà không đông người thì lại người ta không muốn hát. Như vậy là còn có đôi khi có những người như vậy này. Huy có một cái tính, nếu mà Sean là ca sĩ mà đứng sau cho Huy hát á, Huy canh cái giờ hát. Người ta thích cái cỡ nào để chăng nữa, do Huy cũng canh cái giờ hát. Hoặc là thêm một bài thôi. Chứ Huy không thể nào mà đứng cái microphone mà thấy người ta đang thích mình mà mình ôm microphone thật nhiều mà mình để cho những người khác người ta hết giờ. Thì có một số người làm điều đó. Vì không hiểu tại sao. Nhưng có nghĩa là mình hát thì mình phải để ý những người đằng sau nữa. Đôi khi hết giờ thì sau tội nghiệp ta không hát được, đúng không? Đúng. Biết là người ta đang thích mình đó, nhưng mà nó có cái giờ giấc hoàn toàn. Thì đó là cái khéo léo của Huy. Khi mà Huy hát thì đôi khi mình, hoặc là có một cái là Huy rất là muộn, làm việc rất đúng đúng giờ. Ví dụ như người ta nói là chiều nay nha, 5 giờ là tới có mặt lobby. Là Huy đúng 5 giờ là 5 giờ có mặt lobby. Hôm qua là do Huy nói với Sean là 1:30 Huy có mặt. Nhưng mà mình nghĩ miếng xong mà mình tới đúng tất cả đúng giờ, đúng là 1:50 Huy có mặt ở đây. Tại vì thực sự ra Huy đã hẹn cái giờ tới là không bao giờ để cho bầu show hay là ban tổ chức người ta lo. Cho nên mình sợ người ta lo, và khi người ta lo là người ta sẽ không có cảm giác, không có cảm hứng đó. Cho nên mình cũng không bao giờ muốn để cái sự mà trễ nải của mình làm cho người ta buồn phiền. Chính vì vậy có thể đó cũng là một cái mà tại sao giờ này Huy vẫn còn show. Không, anh làm việc rất là có kỷ luật và nghiêm túc. Rất là nghiêm túc với nghề nghiệp. Đó là một cái điều đáng quý đó. Nhưng mà lỡ mà khi mà anh hát như vậy mà có nhiều ca sĩ, ví dụ như là khán giả họ thích quá, họ trầm trồ thích quá, họ cứ one more. Đúng rồi. Thì sao, mình lâu lâu mình có du di không, hay là mình thử như thế nào? Do Huy nói mình du di, nhưng mà mình vẫn phải làm sao mà để cho ví dụ giả sử như người ta cho mình 3 bài, cùng lắm là 4 bài, cùng lắm là 5 bài, chứ đừng hát 10 bài kỳ quá. Thì có nhiều bạn cũng làm như vậy thiệt luôn. Có nghĩa là không cần biết anh là ai, cứ gì khác, còn người đằng sau không cần biết luôn. Bây đứa giờ nào hát sau cho nó chờ. Chờ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình nói ra thì tự nhiên nó hết hay đi, biết không? Đúng rồi. Đúng là những cái câu chuyện vui mà khán giả nhiều khi họ không biết. Họ không biết. Ok. Anh đang làm mưa làm gió ở hải ngoại.
trong 20 năm trời có rất là nhiều khán giả ái mộ anh, họ theo dõi Gia Huy, đùng một cái anh biến mất, không còn nghe tiếng hát của Gia Huy nữa. Mà khi mà làm research biết là ồ, anh về Việt Nam, anh có về Việt Nam anh ca hát, mà đặc biệt là anh hát nhạc Phật, anh hát rất là nhiều nhạc Phật. Có điều gì là truyền cảm hứng cho anh? Không phải là 20 năm đâu. Có nghĩa là sau khi Gia Huy 10 năm, Gia Huy hợp tác xong với Trung Tâm Aira, thì Gia Huy tự ra ngoài và làm Gia Huy Music riêng. Và Gia Huy riêng, và có nghĩa là lúc đó là trung tâm nào mời là Gia Huy hát hết. Thế giới nghệ thuật là tình, rồi biển tình, hoặc là nhiều lắm. Rainbow, rồi trung tâm Rạng Đông. Thì lúc đó Huy có về Việt Nam hát. Huy về Việt Nam hát có mấy năm thôi. Và Gia Huy về Việt Nam hát. Thì khi hát nó có mấy năm thôi, thì Gia Huy tới 2007, Gia Huy có cái duyên hát nhạc Phật. Thì Gia Huy mới hát nhạc Phật nhiều. Mà khi Gia Huy hát nhạc Phật nhiều á, thì Gia Huy cũng không lên media nhiều. Mà đi vòng quanh thế giới. Mà nhiều người cứ tưởng là ủa, Gia Huy bây giờ nó hát nhạc Phật không rồi. Gia Huy nó không hát nhạc đời nữa. Nhưng mà thực sự không đúng là như vậy. Là tại vì á, là thời điểm đó thì Gia Huy nhờ những chương trình Phật Ngọc. Sơn còn nhớ chương trình Phật Ngọc không? Phật Ngọc Hòa Bình á. Phật Ngọc mà to, màu xanh mà đi vòng quanh thế giới để cho mọi người chiêm bái đó. Thì Gia Huy á, được may mắn hát trong những cái trình đó 51 lần trên thế giới. Wow, 51 lần luôn. Gia Huy là ca sĩ nam mà có thể là được nhiều, có cái duyên được hát dùng nhiều trong cái chương trình đó. Chính vì cái chương trình đó nó giữ cho Gia Huy thêm 10 năm cái tên tuổi. Mặc dù không lên media nhiều. Thì có nhiều người lại nói ủa Gia Huy bây giờ nó hát nhạc Phật không hả? Nó có nhạc đời nữa. Thì những cái người khác tiếng đồn mà. Tại vì chính vì đồn vậy thì có nhiều chỗ nó lại không mời. Nó cứ nghĩ là Gia Huy hát nhạc Phật. Tại anh hát nhạc Phật nhiều quá. Hát nhạc Phật nhiều quá. Rồi có nhiều chỗ buồn cười lắm. À kể cái chuyện này cũng vui nè. Có nhiều chỗ ở bên Công giáo người ta cũng không mời Gia Huy. Người ta nghĩ rằng là Gia Huy á là hát nhạc Phật nhiều, thì bây giờ tới chỗ nhà thờ thì hát cái gì, biết không? Mình kêu trời đất ơi, tới chùa tôi hát nhạc Phật, còn bây giờ nếu mà mời tới nhà thờ thì tôi hát nhạc mẹ bình thường, hát nhạc đời bình thường chứ mất mớ gì, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà ở đời mà được cái gì thì được một thứ thôi, chứ không phải là muốn gì mà đòi được cả. Do Huy còn bị đồn cái này mới là vui, hôm nay kể luôn cho mọi người nghe này, cái này mới là vui này nha. Tự nhiên cái cô bầu xô, cô Chi ở bên Đức á, cô mới nói Gia Huy này, tao nói mày nghe nè. Cô nói tiếng Huệ. Cô nói cho con nghe nè. Con nghe. À, cô nghe là hình như cô nói là Tường Nguyên á. Tường Nguyên mà hát á, với em của Như Quỳnh á, đại khái vậy đó. Quê hương Tường Nguyên, Tường Khuê đó, đại khái vậy đó. Mà Tường Khuê thì mất rồi. Đại khái đó, Tường Khuê cũng dễ thương là em Như Quỳnh. Mà đây là Tường Nguyên. Cô nghe là người ta nói là Gia Huy nó chuẩn bị nó làm một cái CD. Mà cái CD này là do nó hát, Gia Huy nó hát bài 5 bài nhạc Phật, 5 bài nhạc Chúa, để nó ôm hết hai bên luôn. Thôi trời đất ơi, chị ơi, ai mà đồn chứ mà ác như vậy trời. Con có làm được điều đó được đâu, đâu có thể làm điều đó. Như điều đó người ta cho mình là ba phải hả? Rồi á, không hiểu sao mà tới tay chị Karun Kim nữa. Mình đang hát ở Đại hội Thánh Mẫu, cái chị Karun Kim chị mới nói chứ, Gia Huy nó khôn ghê đó, nó chuẩn bị ra cái CD, chị ơi chị nghe từ đâu vậy chị? Cũng y lặp lại, y như cái cô bên Đức kia nói. Nhưng mà sự thật là Gia Huy đâu có điên như vậy. Thật sự ra là Gia Huy rất là hợp với nhạc Công giáo nha. Ồ vậy đó. Hợp lắm. Tại vì nhạc Phật giáo rất là khó. Nhạc Phật giáo tại vì nó có những ngôn từ Phật học. Đúng. Còn cái nhạc Công giáo á, thì nó tương đối dễ hơn, là bởi vì người ta sử dụng nhiều cái từ bình thường nhạc đời. Đó. Nó giống nhạc đời nhiều hơn. Nhưng tại vì Gia Huy nổi bật nhạc Phật quá, thì Gia Huy nếu mà Son làm một cái chương trình mà Son mời Gia Huy hát một bài nhạc Công giáo, thì Gia Huy sẵn sàng ngay. Nhưng mà nếu mà để Gia Huy cùng tùng cái trung tâm Gia Huy Music, mà Gia Huy một bên Gia Huy hát 10 bài nhạc Phật giáo, rồi bây giờ tự nhiên Gia Huy lại làm thêm một cái CD 10 bài nhạc Công giáo, thì hai bên nghĩ cái gì về Gia Huy? Cho nên Gia Huy đành hy sinh, là có nghĩa là chỉ hát nhạc Phật giáo nhiều thôi. Nhưng phải nói đi nói lại, nhiều những chương trình Công giáo mà Gia Huy được tham gia, có thể ngày nhiều người không biết là Gia Huy đã hát ở Vatican rồi. Nhưng mọi người không biết. Anh đi đâu mà anh qua tới Vatican hát? 2004, đại dự hội giới trẻ của bên Công giáo. Thì lúc đó vợ Việt Dũng còn sống cơ. Thì lúc khi thì khuy qua bên Ý Vatican hát, thì ngày hôm đó rất là muốn gặp Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà hôm đó hình như Đức Giáo Hoàng bị bệnh, không có xuất hiện được. Uổng ghê. Nhưng mà có nghĩa là Việt Nam mình tổ chức ở trong đó.
đó cũng mấy ngàn người à nghe. Wow. Rồi chứ nhiều người đi cũng vui lắm, trời ơi Gia Huy bây giờ qua bên công giáo luôn hả, mình chỉ cười thôi. Nói chung là ai mời mình là mình đi ca sĩ mà. Đúng rồi. Ai mời mình thì mình hát thôi. Tự nhiên cứ nói là vậy mình buồn cười. Rồi Son có biết không? Hôm nay kể luôn nè. Gia Huy hát chính lần đại hội Thánh Mẫu nha. Ồ vậy đó. Là bên công giáo. Dạ. Trong cái mùa dịch bên chị Vân có gọi đi, bên chị Quyên cũng gọi đi nữa, thì Gia Huy nghĩ bụng cho mình đó, lúc thời điểm đó là 7 lần rồi. Cái chỗ này là cái chỗ mà nói chung là cũng là linh thiêng của bên công giáo thì mình cũng nên đi. Lần thứ 8, lần thứ 9, bây giờ còn một lần nó đủ 10 lần đó, chắc hy vọng là có người ta mời thêm một lần nó đủ 10. Wow. Đó, mà Huy là người Phật giáo. Yeah. Còn cái này cái vui này mà chưa ai biết nha quý vị. Đó là vừa rồi mới đi qua du thuyền Israel. Thiệt luôn đó. Yes. Và đi du thuyền Israel hôm nay là cái chuyện mà chỉ có trên chương trình của Son Lê mới có. Israel là đất nước Do Thái vừa rồi, rất khó vào. Vừa khó. Rồi đó là Huy đi du thuyền ở bên đó. Trời ơi Son có biết không? Yeah. Chắc là bà kể cái này chắc Son cũng giật mình. Khoảng ngày mùng 3 tháng 10 là Huy tới bên đó năm ngoái. Tới bên Israel, Tel Aviv. Trụ thành phố mênh mông đẹp đẽ sạch sẽ. Y chang như Âu Châu. Thì nó là Âu Châu mà. Thì nó rất là ok, everything hết. Thì ngày hôm sau mình ngủ một đêm khách sạn xong, thì ngày hôm sau mình đi tới thành phố hơn một tiếng mấy đồng hồ, đi bằng xe lửa. Khi lên xe lửa thì mình đi xuống du thuyền, mới đi có 2 ngày à. Mới xuống thuyền ở ở Santorini. Thì vừa tới vừa đi cả ngày đến chiều tối về mệt muốn chết, vô trong cái và du thuyền là chỉ muốn ngủ thôi, ngủ chút xíu. Người ta gọi lên, người ta nói từ mình không hiểu. Người ta nói chiến tranh mà mình không hiểu cái gì hết á. Mình nói quơ, tôi kêu quơ cái gì mà mình đâu có biết, tự nhiên quơ. Nó nói bây giờ 9 giờ bọn mày phải ra khỏi thuyền ngay lập tức bây giờ. Wow. Mình nói ủa thì sao bây giờ phải đi ra? Vậy thì ra là như thế này. Lúc đó thì trong vòng mùng 3 đúng không? Mùng 4 tới thì mùng 7 là bên bên kia nó đánh qua bên Israel, nhớ không? Bên Hamas hả? The Hamas nó đánh qua bên Israel. Lúc thời đó là anh đang ở Israel. Chính xác luôn. Trời ơi. May không? May quá, không có sức mẻ gì hết. Không sức. Nếu Huy mà đi cái tuần sau đó, ngày mùng 9, không phải đi cái ngày mùng 3, dính rồi. Dính luôn đó. Hơn. Dính thì nó mất thì giờ thôi. Đi ra đi vô là lúng tung hết rồi, nó không có cho làm khó khăn. Đúng rồi. Còn cái này buồn cười lắm, vui lắm. Cái xui mà thành hên. Có nghĩa là khi mà tới Santorini rồi, nó biểu đi ra khỏi. Bắt đầu ai cũng hoảng loạn hết. Khoảng trên thuyền chỉ có 200 người nước ngoài thôi. Cả diễn viên mà đang diễn show trên đó luôn cũng phải đi ra khỏi. Có mấy người bên Anh phải đi ra luôn. Có nghĩa là chính phủ Israel không chấp nhận cho những người khác vào. Cái thời điểm đó của Israel là bây giờ đang chiến tranh. Và bây giờ phải đi về hết. Thì mỗi người phải tự đổi với máy bay, chờ với máy bay trên trời dưới đất. Không đất bắc, người ta phải đóng tiền mấy ngàn đồng một cái máy bay luôn. Yeah. Cái trường hợp của Huy là người đi thường xuyên của cái hãng United. Thế là mình đổi sao cái nó biểu giờ mày phải đi mua một cái vé từ một chiều từ Santorini bay qua Aachen. Từ Aachen cái bay từ United về lại Mỹ. Tất cả mọi thứ Huy không có bị đóng cái tiền nào hết, là tại vì mình là người của United. Mà về nó còn trả lại tiền cho Huy nữa. Yeah. Đó. Thì cái vấn đề đây là khi mà ở lại cái Santorini rồi nó cho mình vô khách sạn. Tự nhiên ở đâu khách sạn 5-6 sao gì ba ban đêm nó quá là vui luôn. Có nghĩa là một cái hồ bơi ở tất cả ở trước biển luôn. Trước mặt như vậy luôn. Có nghĩa là nó đền á. Bây giờ phải đợi không có chỗ ngủ. Yeah. Thì nó chỉ cho vô khách sạn ở. Lúc đầu nó không chịu book khách sạn. Nó cho mỗi người tiền để mà book khách sạn. Nhưng mà người ta không chịu. Người ta nói đêm khuya rồi. Cho nên bắt buộc ta phải book cho. Thì ai ngờ nó book cho 5 sao vô ở. Yeah. Rồi cuối cùng hên. Thú vị quá. Nhưng có một điều là bữa ngày hôm đó cái trong cái lịch là đi tới luôn cái thánh địa mà của bên công giáo á, là bên chỗ Jerusalem. Jerusalem có khách sạn xong hết rồi. Wow. Cái duyên chưa tới được là bởi vì nó bị đi về rồi, còn gì đâu nữa đi. Chứ là ngày hôm đó là xong cái đó, mùng 10 đi xuống ở lại 2 ngày nữa đi tham quan trên đó rồi mới đi về, đúng không ạ? Yeah. Thì chưa mới có tới được tới Santorini cái nó đuổi hết về, cái là khỏi vô trong đó luôn. Oh, wow. Đây cũng là một cái kỷ niệm đó. Hay quá. Nhưng mà thật sự ra Huy là bên Phật giáo. Nhưng mà thật sự Huy là thích tò mò. Ngày xưa là không có thích đi coi thiên nhiên. Có thể bây giờ lớn là tự nhiên bây giờ tới là thích thiên nhiên nha. Coi là muốn coi thử cái chỗ đó nó như thế nào. Phải cho mình biết. Và chỗ nào cũng muốn đi hết. Không ngờ anh là một ca sĩ mà lại có một cái sự đam mê tìm hiểu về tâm linh cũng như là tôn giáo. Những nơi nổi tiếng của Thiên Chúa Giáo thì anh đã tới rồi. Vatican cũng như là Jerusalem.
Vậy thì nơi khởi nguồn chưa tới nhưng mà đang chuẩn bị tới thì chuẩn bị tới. Nhưng mà anh tới Do Thái thôi đúng không? Tới Do Thái thôi. Yeah, Israel đó cũng là một thánh địa của bên Công giáo. Yeah, đền Thiên Chúa giáo đó. Vậy thì nơi phát sinh ra Phật giáo thì anh có tới không? Ấn Độ đó. Có rồi. Có luôn. Có tới Ấn Độ rồi. Giao Huy đã cũng nhờ quý hòa thượng rất là nhiều. Yeah. Thì nhất là hòa thượng Phương Trượng chùa Viên Giác ở Đức Quốc là hòa thượng Thích Như Điển đã cho Giao Huy cơ hội rất là nhiều. Ừ. Thì Giao Huy mà tới được một cái ngôi chùa mà ở bên Ý hát á, bên chùa bên Ý mà có chùa nha, gần Venice á, thì là nhờ hòa thượng Thích Như Điển. Rồi Giao Huy qua được bên Nhật cũng nhờ hòa thượng Thích Như Điển. Oh. Rồi qua tới bên Thái Lan. Yeah. Rồi qua luôn tới bên Ấn Độ là bữa đi hoặc hành hương bên Ấn Độ. Thì đi hành hương bên Ấn Độ vui lắm. Kể cho quý vị nghe, trời đất ơi. Thì bữa đó mọi người lại lo đi hành hương, còn mình là nó lo đi coi phim, đúng không ạ? Nhưng mà thầy chỉ có nói như vậy nè, bây giờ mỗi chỗ đó chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi, con muốn làm gì là con làm, không cần biết. Rồi tới đó được 3 tiếng đồng hồ là phải đi. Trời ơi, nó vừa muốn coi địa điểm, vừa muốn quay. Rất là mệt nhưng mà cũng rất là vui. Đó cũng là một cái kỷ niệm, quay vào lúc 2018. Và cuối cùng vừa được đi hành hương. Nhưng mà nó không phải là hết hành hương, có nghĩa là mình đi hành hương nhưng mà có nhiều chỗ đó mình chỉ lo quay nhưng mà đâu có vô để tham gia như người ta. Thì Giao Huy cũng đi được tới 4. Anh quay cái gì? Video music? Video music. Ok. À, là có nghĩa là có một lần thì Giao Huy theo phái đoàn của Hòa Thượng Thích Như Điển qua Thái Lan. Thì Giao Huy cũng có nhân duyên quay như vậy. Rồi bây giờ là qua bên Ấn Độ cũng có cái nhân duyên quay như vậy. Qua đó có ăn cà ri không? Ăn cà ri luôn. Yeah. Mà buồn cười lắm, có nhiều người nói là qua Ấn Độ là không có gì ăn đâu, đem lung tung đi, Huy chẳng đem cái gì hết đi. Nhưng mà vô trong cái khách sạn đó thì người ta nói đừng ăn ở ngoài, nó đau bụng, thì người ta sợ đó. Còn mình ăn khách sạn không mà. Mà trong cái khách sạn á, thì thật sự ra người ta ăn chay không mà. Nó ngộ lắm, có thịt gì nhiều hết á. Ít lắm. Nhưng mà Huy thấy đồ ăn cà ri, Huy thấy vẫn ăn bình thường được hết. Mà hên cho Huy nha, có nghĩa là nhiều người đi trong phái đoàn của Huy là người đau bụng, người đến cái thằng quay phim cũng đau bụng, rồi cái cậu kia đi cùng cũng đau bụng mà chạy tá lả mình lên đó. Mà riêng Huy á, không bị một cái gì hết. Wow. Về tới Sài Gòn không bị gì luôn. Chắc bị được Phật độ đó. Không bị một cái gì hết. Mà người ta đi người nào cũng nhưng mà Huy cũng sao ăn nghe, ở khách sạn thôi. Sao nghe nói là cà ri bên Ấn Độ nó khác với cà ri Việt Nam hoặc là Thái Lan mình đúng không? À, nó cũng lạ lạ, nhưng mà đối với Huy á, họ bỏ nhiều cái vegetable vô trong đó. À. Nhưng mà Giao Huy thấy ăn cũng ngon. Cũng ngon. Mà có nhiều người cứ sợ ăn không được. Yeah. Mà thấy nó cũng bình thường. Có cay không anh? Nếu mà mình muốn cay, có những chỗ nó bỏ cay hơn cho mình nhiều. Yeah. Nhưng mà mình rất là thích là những cái đồ ăn của nó cũng rất là healthy. Healthy. Nhưng mà Huy tới, Huy chưa tới cái chỗ giàu. Huy chỉ tới cái chỗ nghèo, là cái chỗ mà đất Phật á. Là bên cái chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng nhiều. Chứ không tới, chưa tới cái chỗ mà nó khu giàu của người ta. Tại vì đất Ấn Độ nó rất là rộng. Nhưng mà phải nói người ta nghèo lắm. Người ta nghèo hơn Việt Nam, tội. Người ta sống như vậy sẽ sống được hay thiệt á. Nhưng mà người ta cũng rất là dễ thương, người ta hiền lành. Họ sống như thế nào? Người ta thấy ví dụ như thấy người ta đứng, người ta bán bán hàng á, đó bán hàng, người ta bán đồ ngũ cốc nữa nhiều không hả? Rồi á, đi đường xá thì nói chung là cái sự nghèo mình nhìn ra liền. Nó cũng nghèo hơn mình nữa đó. Nhưng mà người ta rất là thương, thích người Việt Nam nha. Friendly lắm hả? Friendly, tại người ta nói là Việt Nam qua là hay ủng hộ, hay cho cái này cái kia đại khái vậy đó. Người ta nói người Việt Nam mình là sợ lỡi, chứ không phải giống như các nước khác, có một số nước nó không có thích. Nghe là nó đặc biệt nó thích người Việt Nam. Hào phóng nữa. Hào phóng kiểu Việt Nam vậy đó. Trời, cái này mới vui nè, trời ơi, đi Ấn Độ. Cái lúc đi về, quý vị biết không, chỉ còn cái đồ diễn thôi á. Là đồ diễn là không có cho, thì người ta mặc không được. Còn tất cả những cái đồ gì mà dụng cụ của Giao Huy là gì cho hết. Vậy đó. Cho cái cậu mà nó là lơ xe đó. Lơ xe đó, thấy nó ngủ ngoài xe không mà. Đồ tất cả mọi thứ từ xe không. Khi lúc mình về mình còn bao nhiêu cái tiền Ấn Độ đó, tất cả mọi thứ mình giấu. Mà mình giấu thì mình cho nó này. Đừng có nói người khác nha. Những người khác người ta ganh tị cho nó. Nhưng mà thấy tội. Có nghĩa là người ta lao động rất là nhiều. Có nghĩa là thấy mỗi người mỗi số ha. Có những đất nước nó rất là giàu. Giống như mình này, ở Mỹ này, sướng quá. Khoa, tôi ngồi tới đây mình phải nói là cảm ơn nước Mỹ. Cảm ơn nước Mỹ rất là may mắn là mình sống ở đây. Có nhiều người không hiểu. Có không hiểu cái điều này. Trong khi đó đó, còn sướng hay buồn là do mình thôi. Nếu mình quậy quá thì mình không có gì hết. Chứ còn ở đây nó tạo điều kiện cho mình nhiều. Đúng rồi. Đó, chỉ từ Huy ở Canada là Huy rất là thích Montreal. Huy đi nhiều nơi trên thế giới nhưng mà Montreal vẫn là nơi mà Huy phải nói rằng là yêu mến nhất vẫn là Montreal đó. Vậy đó. Cái mùa hè đó, nếu mà Sơn có thời giờ đó,
ra phố đó đủ cái festival vui lắm. Rất anh, là anh vui. Qua đó là lúc anh bao nhiêu tuổi? À, nếu mà nói ra thì nó lộ lộ tuổi. Ôi, vậy thôi, nói chung là Gia Huy lúc đó cũng lớn rồi. Dạ. Dạ, cũng hăm mấy rồi đó, dạ. Thời điểm đó. Nhưng mà khi mà vào được cái trung tâm Asia thì cũng không phải là giống 18, 19, 20 đâu, lớn. Dạ. Rồi cái câu chuyện anh chia sẻ đi qua bên Ấn Độ, nó cảm thấy rất là thú vị. Sanh thấy là mình rất là may mắn, đặc biệt là những bạn mà Sanh ở đây á, nhiều khi họ không có hiểu được là họ may mắn cỡ nào. Đó, nhưng mà đối với Sanh thì khác, tại vì Sanh đi lính 20 năm là Sanh có đi vòng quanh thế Ủa? Giới. Mình ồ oh, du là đi lính 20 năm á. Dạ, yeah, anh không biết hả? Ồ. Oh. Dạ, yeah, Sanh... trong quân ngũ luôn 20 trong năm. Trong quân ngũ luôn đó, Sanh mới về hưu được 3 năm đây thôi. Thì mình đi nhiều nước như vậy mình thấy được là những cái sự nghèo nàn, những cái nơi mà nó không có được tiến bộ lắm đó. Có nghĩa là du cũng phải đi tới những cái chỗ đó luôn. Dạ. Yeah. Không như có đi là qua cái đảo Guam chưa? Đảo Guam à, Guam Huy cũng chưa tới luôn. Dạ. Huy cũng chưa đi. Đi sau này Huy cũng muốn đi yeah. tới nó kiểu gì. Nhưng mà những cái nước, những có nghĩa là lúc đó là mình đóng quân ở đâu? Thì mình đóng ở nước Mỹ thôi. Nhưng mà mình đi kiểu mình đi viễn chinh thôi, mình đi khoảng chừng gần một năm thì mình quay lại. À. Đó. Thì qua những cái vùng Trung Đông thì lâu lâu cũng ghé Mã Lai. Nhưng mà Mã Lai thì mình thấy nghèo chứ, nhưng mà nó cũng giàu hơn nhiều quốc gia đó. Đúng, giàu cả Việt Nam đó. Nhưng mà anyway, go back to cái story mà anh nói hát nhạc Phật đó. Như anh chia sẻ lúc nãy, hát nhạc Phật nó có những cái từ rất là khó hát. Khó, đúng. Không phải ai cũng hát được đâu. Đúng. Son rất là hiếu kỳ muốn biết là cái nguồn cảm hứng, anh lấy nguồn cảm hứng từ đâu? Là anh lớn lên là từ trong một cái gia đình Phật tử, hay là anh có một cái kinh nghiệm nào mà anh trải qua, anh cảm thấy là mình bị một cái sự kiện nào đó nó trải qua trong đời mà mình bây giờ mình phải tu tâm dưỡng tính lại hay sao? Câu hỏi rất là hay. Hôm nay Gia Huy chia sẻ cái nghệ, tất cả là cái duyên thôi. Mà câu hỏi này hay lắm, có nhiều người cũng không biết đâu. Là phải nói rằng là Gia Huy hát nhạc Phật là ngày xưa hát trung tâm Asia đó. Thì đã hát bài Mẹ là Phật rồi. Mà cái bài Mẹ là Phật này là của Trọng Nghĩa, phổ thơ của Hòa Thượng Quảng Thanh đó, là chùa Bảo Quang mà thầy cũng tịnh rồi á. Thì hát cái bài hát đó xong thì cái chùa Việt Nam mới nói Gia Huy là bây giờ đó là con phải quay cái bài Mẹ là Phật. Mà quay thầy, con mà quay cho thầy cái chương trình Mẹ là Phật á thì không chừng con nổi tiếng cả thế giới. Thầy là có trung tâm Phật giáo, còn các trung tâm là có Thuy Nga Ira, đúng không? Mà con hát cho thầy là cả thế giới biết. Xong là Gia Huy qua chùa thì thầy mới đưa cho Gia Huy một cái CD. Thầy nói về nghe mấy cái bài nhạc Phật đi. Cứ nói trời đất ơi, nhạc Phật gì mà hay quá vậy trời. Thế lúc đó Huy mới có nhã ý là làm một cái CD thứ nhất Mẹ là Phật, để đi dung là cũng tặng mẹ mình, rồi cũng như là làm một cái chương trình Phật đầu tiên vậy. Thì đi cái ngày mà lễ hội Quan Âm của bên Houston, Gia Huy nổi nhạc Phật từ bên Houston. Thì khi lễ hội Quan Âm rất là lớn, thì khi bên đó thì người ta làm, thì cái ngày đầu tiên là Gia Huy đã được ủng hộ rất là nhiều cái CD đó. Nhưng một cái điều là khi mà Gia Huy hát tới nhạc Phật á, Gia Huy không biết từ quy y là gì cả. Cho là Huy qua tới chùa, cái mọi người nói mặc đồ vô, mặc đồ vô, mặc đồ vô, mặc đồ vô. Cái mình cũng mặc đồ áo tràng vô ngồi. Ngồi thì nghe thầy giảng năm giới. Thì ra đó là để mà quy y. Thì lúc đầu thầy giảng năm giới vậy vậy. Thì Gia Huy với Ngọc Hạ là được quy y tại chùa Việt Nam ở bên Newton. Gia Huy có cái pháp danh là Nguyên Thông. Rồi một cái này mới là lạ nữa nè, không biết tụng kinh. Thứ hai nữa, mẹ thì lại thích cái kiểu hầu đồng, giống như kiểu Hoài Linh. Đó, chứ không phải là mẹ lại, nhưng mà mẹ cũng có thờ Phật, Phật Quan Âm ở nhà. Nhưng mà thấy mẹ hay đi có cái đó, mình thì đi theo Phật thôi, mình không biết gì hết. Nhưng mà mình cũng không phải là người mà đi tới chùa nhiều. Không hiểu sao Phật lại thương, lại chọn Gia Huy cho Gia Huy hát nhạc Phật. Thì khi mà Gia Huy á, hôm nay mới chia sẻ là không biết ăn cháo. Cháo á, trong chùa không biết ăn. Xì dầu cũng không biết ăn luôn, mà tới giờ này cũng không biết ăn. Có nghĩa là người ta nấu lên thì mới ăn được, chứ còn ăn sống thì không ăn được. Thế mình nghĩ bụng quá trời đất ơi. Mà đồ ăn chay anh ăn được không? Ăn được. Có nghĩa là ủa sao kỳ vậy trời, hát nhạc Phật mà mấy cái đó không biết gì hết trời à. Thử nhiều lần rồi, nhưng mà có thể là cái duyên nó chưa tới như vậy. Thì mình thấy là mình rất là may mắn. Mình cũng giống như tất cả các bạn khác, mà mình cũng đâu có phải là hoàn thiện hết tất cả đâu. Mà tự nhiên Phật lại cho mình được thêm một cái dòng nhạc nữa. Mà chính cái dòng nhạc này nó mới giữ Gia Huy ngồi đây nói chuyện với Son. Chứ nếu không có nhạc Phật chắc Gia Huy cũng ngủ rồi. Là bởi vì sao? Khi mà đã không có một cái media lớn cái thời điểm đó của các trung tâm, thì từ từ sẽ rớt. Và người ta sẽ quên lãng mình.
Nhưng mà Dư Huy lại được có cái duyên qua nhạc Phật giáo và đi rất là nhiều chùa trên thế giới. Lần trước ở trung tâm Asia, Gia Huy đã đi vòng quanh thế giới một lần. Gia Huy hát được nhạc Phật, Gia Huy đi vòng quanh thế giới lần thứ hai. Không biết có lần thứ ba không thì không biết. Nhưng mà bây giờ đó, cái chuyện lạ là sau cái mùa dịch đó, 2021 mới có YouTube. Thì bây giờ thời là thời của YouTube, chứ không phải thời của trung tâm nữa, nó khổ vậy đó. Có nghĩa là thời của tất cả chúng ta, là mỗi nhân vật riêng đều cũng có thể thành công. Đúng. Ví dụ những nhân vật của YouTube hay là những nhân vật của TikTok, cái bất cứ tự nhiên nổi tiếng là chưa chắc là những người nổi tiếng mà đã làm được trong mùa đại dịch đâu. Đúng. Tự nhiên nó thay đổi như thế này nè. Đúng. Mình hết hồn luôn. Nhiều khi trong mùa dịch không có được đi hát đi hò gì, quên hết trơn lời. Nhưng cũng vui là cái khi mà vừa dịch vừa hết á, thì chưa hết nó vẫn còn dịch. Thì cái người mà đi qua Âu Châu hát trở ngược lại lần đầu tiên á, là Gia Huy, Như Quỳnh với Thanh Thảo. Là hát đầu tiên trong cái mùa dịch mà ta mời qua bên Âu Châu hát lại. Thanh Thảo mà ở bên này hay là Việt Nam qua? Đó, đó bây giờ đang ở đây luôn nè. Thì đó, thì Thanh Thảo là cái bữa hôm đó ở tiệp khách ta mời. Ba anh em qua hát bên chương trình đó. Thì á, mọi người nói, có nhiều người bên Đức nói, trời Gia Huy ơi, nó đang dịch dữ lắm mà sao mà dám đi vậy. Mình nói trời ơi, chích ba mũi rồi. Tôi cứ đi thì vậy là sao bây giờ. Thế là Gia Huy vẫn bay qua bên Âu Châu hát. Thì lúc đó cũng thèm hát quá. Có người mời là lo đi rồi, chứ không thể nào mà không đi được. Thế là Huy bay qua bên kia. Vì trong cái mùa dịch Huy bay qua Âu Châu hai lần đó. Wow. Cái này mới vui nữa. Đi qua bên đó lúc đi về đó. Xong mời tất cả mọi người đi ăn. Cảm ơn, chia tay. Xong rồi đi khám lại, test lại COVID. Xem thử nó có bị không. Thì thằng Mỹ nó mới cho vô, chứ đâu có phải là muốn vô muốn ra đâu. Đúng rồi. Thì đi khám mà tim nó đập muốn chết luôn. Thì cũng không bị cái gì hết. Thì cái chị đó đó, chị mới nói với Gia Huy là, em biết không, lúc mà em nói là đi khám đó, chị sợ em bị, dễ sợ luôn. Nếu mà trường hợp em có bị COVID thì chị tính đó, chị lo cho em nửa tuần khách sạn. Mình nghĩ trời đất ơi, chị là chủ em sao cho em ở nửa tuần khách sạn. Có người ta sợ mình nó. Đó, nhưng mà cuối cùng Huy cũng không bị. Nhưng mà cũng vui là trong cái mùa đại dịch đó, Sean có biết là mình cũng không có dính COVID. May không dính COVID luôn. Đi với người bạn mà người bạn dính COVID luôn mà mình không bị. Nhiều khi anh bị được miễn nhiễm đó mà anh không biết. Không đó. Biết luôn. Ừ. Nhưng mà sau đó có chích ngừa ba lần rồi. Huy mới chích có 3 lần. Sao chích mấy lần? Chích có 2 lần à? Ủa có 2 lần thôi, không chích nữa. Mình 3 lần luôn. Là tại vì cái thời điểm đó là Sean vẫn còn đang ở trong quân đội. Thì không phải là mình muốn chích mà bị ép chích. Là cái luật quân đội đó ra là bắt mình phải chích. Sau 2 mũi đó là Sean về hưu là coi như là khỏe. Coi như là muốn làm gì làm. Thì Sean không chích nữa. Thì mình thấy mình không bị. Không thì bị. Nhưng mà bây giờ cuối cùng mình cũng có cái con đó ở trong. Nói chung là cái mùa dịch nó cũng kinh hoàng ha. Kinh hoàng thiệt. Tội nghiệp nghệ sĩ cái thời điểm đó luôn. Cho nên mình mới thấy là cái sự sống và sự chết nó mong manh lắm. Nó cách nhau một cái sợi chỉ thôi. Hay. Chính vì cái mong manh đó cho nên bây giờ Huy mới thấy nghiệm rằng là tôi thích gì tôi cứ hát. Tôi hát cho nó sướng cái miệng tôi, cái đó là chính. Đầu tiên là tôi hát theo đam mê. Sau đó tôi phục vụ cho mọi người bằng cái kiểu đam mê của mình, bằng hết mình. Mình phục vụ hết mình. Được cái nào thì hay cái đó. Đối với Gia Huy thì dĩ nhiên mình không phải là mới. Nhưng mà để mà giữ vững được một cái tên tuổi thì rất là khó. Rất là khó. Gia Huy nghĩ là khó. Cho nên bây giờ nếu mà Gia Huy muốn mà giữ nữa thì bắt buộc là Gia Huy phải làm những cái gì rất là mới. Kính thưa quý vị, Sơn Lê muốn giới thiệu đến quý vị một nhà tài trợ nữa cho chương trình ngày hôm nay. Đó là công ty AirVoice Wireless. AirVoice Wireless được thành lập từ hơn 25 năm qua và là công ty tiên phong trong việc cung cấp kỹ nghệ viễn thông tân tiến cho khách hàng của mình. Hiểu được tầm quan trọng của việc giữ liên lạc và kết nối khắp thế giới. Chính vì vậy, công ty đã và đang cung cấp dịch vụ gọi quốc tế không giới hạn đến hơn 80 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Canada và Mexico, hoàn toàn miễn phí. Để biết thêm chi tiết, mong quý vị hãy liên lạc thông tin trên màn hình. Phải sao, tự thay đổi. Sao nói cái này không biết là anh Gia Huy có đồng ý không? Không biết là quý vị khán giả có đồng ý không? Chắc là tại vì anh Gia Huy hát nhạc Phật nhiều quá, bây giờ cái mặt cũng nhìn từ từ giống Đức Phật đó nha. Trời ơi, không dám. Nếu mà để cái lỗ tai mà nó dài chút xíu. Lỗ tai mình nhỏ, với lại thật sự ra cảm ơn Sean. Nói chung là cũng hên á. Ừ. Mặt mình nói về đẹp thì cũng chẳng phải kinh hoàng gì đâu, nhưng mà có gì người ta nhìn vào ta cho thấy cái sự phúc hậu rất là phúc hậu. Cái tự nhiên á, tự nhiên cũng hơn đó, tự nhiên có cái đó.
Cái đó cũng là cái hành trang cho mình để khi mình ra ngoài đời nó, nó cũng rất là khó. Thì vì cái nghề hát ca hát mà nó chỉ được một lúc, rồi sau đó là có người khác lên thay thế, là người khác nhảy tiếp tục. Nhưng mà mình còn giữ được tới đây là gần 30 năm rồi. Nếu như mà không đi ca hát thì anh nghĩ là anh sẽ làm nghề gì? Anh không biết luôn. Vậy hả? Có bao giờ anh nghĩ tới không? Anh không dám nghĩ tới. Anh cũng rất là lo đó. Câu thì... cu ly là không được rồi đó. Không, bây giờ thì mà anh sợ, anh có hơi sợ. Tại vì thật sự là thế này, anh sống thoáng. Và anh sống thoáng với thứ hai là anh không giống như người ta là dành dụng tiết kiệm hay tất cả mọi thứ. Anh đang sung khoáng, bản thân anh cũng sung khoáng mà đối với xung quanh anh cũng khoáng luôn, anh hiểu không? Có đồng nào là xào đồng đó. Đúng rồi. Anh y như Mỹ vậy đó. Như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, bây giờ nếu có chuyện gì xảy ra anh cũng không có hối hận. Là tại vì Phật cho anh quá nhiều thứ, và anh đã biết nhiều thứ trên trái đất này rồi. Và đã được đi quá nhiều nơi. Và mỗi nơi không phải là một hai lần mà rất là nhiều lần. Riêng với anh, riêng với nước Đức không, Giáo Huy nghĩ là phải tới vài chục lần. Thì cho nên mình nghĩ là mình cũng rất là vui. Mà giờ này vẫn còn được bay là thấy vui rồi. Còn dĩ nhiên là ca sĩ mình càng ngày càng lớn thì có ca sĩ khác trẻ nó lên, hiểu là như vậy. Nhưng mà nếu mình đã yêu đam nghề và nó có nhiều cái mục tiêu, ví dụ mình nghĩ là tại sao cô Thanh Tuyền làm được điều này, tại sao chú Chí Linh làm được điều này, tại sao rất là nhiều người, cô Khánh Ly vẫn làm được điều này, thì tại sao mình không cố gắng, đúng không? Còn được hay không được là ý trời, mình không biết được. Thế có nhiều người nói, có nhiều người nói, Giao Huy nhớ khi mà Giao Huy hát trong Israel khoảng 10 năm, Giao Huy về tới Việt Nam thôi á, mà đi chơi vô club cùng với các bạn bè, buồn cười có mấy các bạn trẻ trẻ nói, ủa sao ở hải ngoại này Giao Huy Lâm Nhật tiếng hát hát hoài vậy, không muốn xuống gì trời. Giao Huy còn nhớ cái câu mà lúc đó mới có 2000 lẻ mấy thôi á, mà người ta đã sử dụng ra, ủa sẽ thấy Giao Huy với Lâm Nhật tiếng hát hoài vậy, sao nó không xuống vậy trời. Thì tới sao bây giờ biết bao nhiêu năm. Thấy không, hơn 20 mấy năm. Năm tới kỷ niệm 30 năm. Ồ, nhanh quá ha. Một khoảng thời gian dài như vậy, nhắm mắt một cái là nó tới 30 năm rồi. Mà Sơn nghĩ là tại vì có nhiều người mến mộ anh á, và gần đây thì anh hát nhạc Phật nhiều, chắc là anh cũng đã nghiệm ra. Và qua cái thời kỳ Covid nữa, anh đã nghiệm ra là khi mà mình mất đi, mình không mang theo cái gì cả. Chính xác. Nhưng mà Sơn nghĩ là anh sẽ mang theo được rất là nhiều cái tình yêu và cái lòng mến mộ của khán giả. Tại vì anh sống quá tốt, anh thoáng với mọi người. Cho nên là sẵn đây mình phải nói đến cái poster này. Poster này Sơn thấy rất là thú vị nha, tại vì nhìn vào là thấy Đức Phật. Có cái tên là Đêm Hành Đạo, Đêm Thành Đạo, xin lỗi, Thành Đạo. Anh có thể nói thêm một chút xíu về sản phẩm âm nhạc này của anh không? Anh thực hiện này là sản phẩm này là từ bao giờ và nó có ý nghĩa như thế nào? Thực sự ra đó là chương trình này quay vào đầu năm 2019. 2019 xong thì tưởng là ngày 2020 sẽ phát hành được. Nhưng mà 20 thì mùa dịch nó ập tới và không làm được. Thì cái chương trình này nó có rất có ý nghĩa lúc ban đầu đối với hải ngoại mình, là tại vì Hòa Thượng có nói nếu mình có làm cái chương trình, con phải lấy cái chữ Đêm Thành Đạo, nói về ngày Phật thành đạo. Chứ Phật tử, mọi người người ta chỉ để ý cái ngày Phật đản với ngày Vu Lan mà người ta lại không để ý cái ngày Phật thành đạo. Mà ngày Phật thành đạo nó rơi vào ngày 8 tháng Chạp mỗi năm. Thì đó là cái ngày mà Phật thành đạo nó rất là quan trọng. Cho nên con nên làm cái chương trình này. Thì cái chương trình này thu hình, Giao Huy cũng rất là may mắn là có rất là nhiều quý hòa thượng, quý thầy cô cũng có trong chương trình. Và cũng có rất là nhiều những người nổi tiếng ở trong chương trình, quay chương trình này. Hình như có Diễm Liên đúng không anh? Ồ, có nhiều lắm. Anh thấy có Diễm Liên, có cô Lệ Thủy. Không phải Lệ Thủy, Phương Hồng Thủy. Ồ, Phương Hồng Thủy. Ồ, nhìn giống cô Lệ Thủy. Rồi cô Ngọc Đáng, cô cũng mất rồi. Rồi nhiều lắm, có Thanh Tuyền, có chị Ương Lan, có rất là nhiều, rất là nhiều. Thì và chương trình này là với nhóm múa Việt Cầm. Loan Châu, Thanh Trúc, Sơn nhận ra được vài người nè. Thì cái chương trình này mình quay thì bây giờ mới đủ duyên, thì mới có thể phát hành được trong cái mùa Phật đản năm nay. Để Sơn đọc nè, đây có danh sách nè. Có Hòa Thượng Trí Tuệ, Hòa Thượng Thích Như Điển, Hòa Thượng Quảng Thanh, Thường Tọa Hạnh Tuệ, sư cô Bích Liên. Rồi Ngọc Đáng, Phương Hồng Thủy, Tuấn Châu, Thanh Tuyền, Hương Lan, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, có anh Gia Huy, chị Diễm Liên, Đặng Minh Thông, Y Phương, Thanh Trúc, Loan Châu, Trúc My, Cordin, Hoàng Anh Thư, Lê Quốc Tuấn, Đăng Vũ, Lưu Gia Bảo. Wow, đông quá ha. Vũ Quang Vinh, Lâm Gia Minh, Huỳnh Gia Tuấn, Mai Vi, Đỗ Tiên Dung, Thu Nga, Phương Thoa, Hoàng Sĩ Phú,
Victoria Thúy Vi, Bảo Trân, Jenny Đan Anh, Lina Phương Vi, Hugo. Đông đảo và nhóm múa Việt Cầm luôn. Wow, cái này làm cái này chắc chi phí cũng cao lắm. Chi phí rất là cao. Nói chung là chương trình này là cũng do má nuôi má Ngọc Lan ở Auckland cũng có tài trợ. Yeah. Nếu mà không có sự tài trợ của má là chắc thế là Zoe Music Tâm Ca không thể làm được đâu. Wow. Vậy là cái đây thì cũng xin được cảm ơn đến má Ngọc Lan từ Auckland là người đã giao duyên đầu tiên cho cái chương trình mà có thể làm được cái chương trình này. Yeah. Anh nói chương trình này là thực hiện từ năm 2019 mà vì dịch đó cho nên là phải dời lại. Mà đáng lẽ là mình phải ra 2023. Yeah. Rồi cuối cùng bây giờ vẫn không ra được. Thì bây giờ 24 mới ra. Đúng 5 năm. Đúng 5 năm. Wow. Mình cứ nghĩ bụng cái chương trình của mình giống chương trình Hollywood ghê vậy đó nha. Hollywood mà người ta cũng làm phim tới 5 năm người ta mới ra. Và ở đây là có một số CD cũng như là DVD. Không phải là CD, cái đó là USB CD đó. Really? USB CD. Yeah. Để trong này giống như CD quá anh ha. Đúng. Là trong đây có cái USB đó. USB thôi. Thumb drive đó. Rồi. Còn cái này là DVD. USB DVD. Ok. Ở trong đó rất là đẹp. Son có thể mở ra cho người ta cái hộp bự đó. Mở cái nào trước, cái này trước hả? Đúng rồi. Ok, mở ra cái nha. Đó thôi. Dạ, cũng được. Đó là cái hộp mà Gia Huy làm. Wow, xịn xò quá. Trời ơi, sao mà. Wow. Trời, mở ra có. Đúng rồi, chỉ vậy thôi đó. Hay quá. Wow, có hình Đức Phật ở trong này nữa. Trời, đẹp quá. Ai thiết kế cái hộp này đẹp quá anh. Đó, thật sự ra là mình làm cái này, tại thực sự đây cũng là một cái kỷ niệm. Nhưng mà sao anh liều quá vậy? Bây giờ sao thấy trung tâm tuyến Nga, Asia rồi những trung tâm lớn nhỏ ở ngoài không ai dám làm mấy cái này hết á. Mà tại sao anh lại đứng ra làm cái sản phẩm âm nhạc như thế này? Thật sự ra cái này đã quay hình lâu rồi. Yeah. Nhưng mà nếu bây giờ mình không phát hành mà mình không ra, mình bỏ lên YouTube luôn uống thì uổng phí quá. Uổng quá. Cho nên mình nên ra. Và thật sự đây cũng là một cái kỷ niệm để cho tất cả mọi người làm giống như là Giao Huy có cái lan tỏa cái nhạc Phật mà đêm thành đạo cho mọi người biết. Cho nên vì thế Giao Huy mới làm cái chương trình như thế này để mà có thể mà phát hành. Chắc vì cái chương trình này phát hành trong mùa Phật đản. Anh nói đêm thành đạo bây giờ Son mới biết. Từ trước giờ Son chỉ nghe nói là lễ Vu Lan hoặc là Phật đản thôi. Chứ đâu có ai nghe nói đêm thành đạo đâu. Wow. Có nghĩa là nói về ngày Phật thành đạo. Đó thì thầy mới lấy cái chữ Phật thành đạo làm đêm thành đạo cho nó có văn chương chút xíu hay. Là toàn bộ những ca khúc này là về đạo Phật đa phần để về đạo Phật hết. Chương trình á, người ta cứ tưởng là đôi khi có nhiều quý thầy ở trong này là có thể là thuyết pháp, không phải, quý thầy lên phát biểu mà nói về về ngày Phật thành đạo. Mà cũng không phải là nói nhiều lắm đâu. Nói những ý nghĩa chính của ngày Phật thành đạo. Và còn chương trình ca sĩ á, thì trong này nó có rất là nhiều những bài về Phật, về mẹ con âm, nhưng mà nói chung đa phần chính là nói về Phật. Vậy là vừa có ca nhạc mà vừa có giảng thuyết. Không có giảng thuyết. Không có giảng thuyết. Giống như là MC lên nói, nhưng mà có mời thầy lên giống như là VIP guest lên nói vài câu và để cho Phật tử biết đây là chương trình như thế nào. Thầy Giao Huy cũng rất là may mắn là bởi vì mình chỉ là một ca sĩ thôi. Không thể nào mà thỉnh được tất cả quý thầy cao như vậy mà tới chương trình của mình. Huống hồ gì mà quý thầy đã bỏ hết cái thời gian mà còn ngồi coi từ đầu đến cuối với mình. Thì đây cũng là một cái may mắn của Giao Huy Music Tâm Ca cũng như là chương trình. Tại vì nếu sự hiện diện mà không có của quý thầy thì nó sẽ bớt cái phần trang nghiêm. Mà đây là một cái chương trình nó quay hình mà y như kiểu dạng Thúy Nga, y ra quay vậy đó. Nhưng mà lại là Phật giáo. Và đây là cái cuốn đầu tiên đó. Đầu tiên. Thì nói chung là mọi người nào mà có nhà ý mà muốn ủng hộ mấy cuốn này cũng có thể liên lạc với email của Giao Huy. Chắc chắn. Email của Giao Huy là giaohuymusic@gmail.com. Và cái số phone của Giao Huy là 714-863-2086. 714-863-2086. Để quý vị có thể ủng hộ để làm sao mà nhạc Phật đêm thành đạo sẽ lan tỏa nhiều nơi trên thế giới. Có một cái số thứ hai nữa để Son đọc luôn. 714-886-8066. Đúng rồi. Dạ. Cái số này là đa phần là để cho mọi người gieo thôi. Chứ không chứ không có để ít. Nói chung là Huy cũng ít cầm cái phone đó. Dạ. Nhưng mà gieo thì người ta sẽ gieo vô cái số. Ok. Vậy là cái số chính là 714-863-2086. Quý vị hãy liên lạc với anh Giao Huy hoặc là ban tổ chức để mà đặt mua những sản phẩm như thế này. Email là giaohuymusic@gmail.com. Vậy thì câu hỏi cuối cùng. Nếu như là một Phật tử hoặc là
hoặc là những người nào đơn thuần là muốn tìm hiểu về đạo Phật hoặc là muốn nghe thưởng thức những âm nhạc về Phật giáo đó, thì qua cái chương trình này họ sẽ rút ra được một cái ý nghĩa như thế nào thưa anh? Cái chương trình này chắc là Gia Huy sẽ để lại cả một cái bộ như vậy cho Son làm kỷ niệm, giống như là để coi cái thử chương trình mình làm như thế nào. Thì khi mà Son thấy, khi xem coi cả cái chương trình sẽ nói về ngày Phật thành đạo của Phật thành đạo như thế nào. Và trong cái chương trình này nó sẽ có một cái trích đoạn cải lương của cô Ngọc Đáng, của Phương Hồng Thủy và Tuấn Châu nói về Phật Thích Ca thành đạo rất là hay, rất là cảm động. Thì coi chương trình này là mình sẽ rút ra được cái là đạo Phật của chúng ta đến từ đâu và làm sao mà có ngày Phật thành đạo. Cho nên rất là quan trọng cái chương trình này, mà lần đầu tiên mà Gia Huy Music Tâm Ca dám mời được rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đông như vậy để có thể tham gia cái chương trình này. Và hy vọng là sẽ tới tay được nhiều người để mọi người biết cái ngày Phật thành đạo. Rất là hay. Quý vị hãy... nãy giờ nghe ca sĩ Gia Huy tâm sự rất là nhiều, kể những cái giai thoại và cũng như là cái chuyến đi Ấn Độ của anh đã nghiệm ra rất nhiều điều. Anh sống rất là thoáng, anh ra đi mai này anh không muốn mang theo cái gì hết, nhưng mà vẫn phải mua sản phẩm âm nhạc để mà ủng hộ, để sao để cho ekip của anh để trong tương lai tiếp tục ra những cái sản phẩm như thế này phục vụ quý vị, mong được như vậy. Dạ, cho nên là tất cả những Phật tử hoặc là những quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về âm nhạc, về Phật giáo thì hãy mua sản phẩm này. Và Son lặp lại số phone một lần nữa nhé, 714-863-2086. Quý vị hãy gọi ngay cho ban tổ chức để mà liên lạc và tìm mua sản phẩm âm nhạc này. Cảm ơn quý vị. Rồi. Hoặc là tất cả các bạn nào mà ở trên Facebook, nếu mà có thể muốn thì có thể nhắn ở trong inbox message cho Gia Huy. Thì Gia Huy con sẽ trả lời ngay. Rất là hay. Trong tương lai thì anh có kế hoạch gì không? Trời ơi, đủ thứ kiểu hết mà không biết khả năng có làm được không. Trước tiên là không cần biết ngày mai, đúng không? Chứ có nghĩa là ngày hôm nay bây giờ mình thấy khỏe, mình là cứ nằm cái mình để ý, phải nên có cái bài này, phải nên làm cái này, làm cái kia. Nói chung là Gia Huy có nhiều cái idea lắm. Thì hy vọng là sẽ có từ từ những cái idea sẽ xuất hiện trên những cái YouTube. Mong quý vị nhớ là ủng hộ YouTube Gia Huy nha. Bạn nào mà chưa có ủng hộ YouTube Gia Huy thì subscribe giùm Gia Huy, đăng ký giùm ở cái địa chỉ là Gia Huy Music Tâm Ca. Có nhiều Gia Huy lắm mà nha. Cho nên bây giờ quý vị bấm vô đúng Gia Huy Nhưng có Music hình của anh không? Tâm Ca có rồi, cái hình của anh đó. Son coi là đưa lên màn hình luôn. Đúng rồi, Gia Huy Music Tâm Ca. Không biết là Son có, chắc chưa có luôn. Chắc chưa có đâu. Gia Huy Music. Gia Huy không chưa đủ, phải Gia Huy Music Tâm rồi, Ca. Tâm Ca là Son thấy liền luôn. Đây, ra rồi. Áo màu đỏ chưa, đúng không? À, có cái hình của anh nó không có lầm lẫn đi đâu được hết. Đúng rồi, đây đúng không? Đúng rồi. Nhớ subscribe dùm cho Gia Huy luôn nha. Vẫn đẹp trai như ngày nào. Quá trời sản phẩm luôn. Đây, có bài Mẹ Tôi, Anh Còn Nợ Em. Nhiều lắm. Wow. Anh hát về mẹ với lại về nhạc Phật rất nhiều, là ha? Nhiều lắm. Sao anh ồ nhạc xuân nữa, nhiều nhạc lắm, đủ kiểu anh hả. Anh có up lên hát những bài về nhạc Thiên Chúa giáo không? Không. Không hả? Không, mà thật sự là cô Huy cũng đâu có làm nhiều cái đó đâu. Cái này Huy chỉ hát cho người ta thôi. Có nghĩa là cũng có ngày trước có mấy bài hát á mà Huy hát nhiều chỗ khác mời Gia Huy hát về những bài công giáo, nhưng mà Huy hát cho người ta chứ không phải của Huy. Huy chỉ bỏ những cái gì của Huy mà thôi. Mình bỏ lên người khác là người ta đánh gậy mình là mày. Chứ vậy muốn bỏ lên là bỏ lên. Thì bữa nào mình xin phép mình hát thử bài, những cái bài nhạc Giáng sinh thử coi. Giáng sinh mình cũng có hát chứ. Mình cũng hát Hai Mùa Noel chứ. Bình thường thì mấy cái hát nó hát hết. Đúng rồi. Nhưng mà có nghĩa là những cái bài mà gọi là không những cái bài mà nổi tiếng về bình thường trong những ngày lễ, những ngày mà người ta mọi người vẫn hát thì Huy vẫn hát được mà. Son đang tưởng tượng trong đầu mà đêm Giáng sinh mà ở ngoài trời tuyết rơi nó lạnh lẽo mà nghe cái giọng hát của anh Gia Huy ca những cái bài Giáng sinh, trời nó ấm. Bên này có bếp lửa. Thì đó đúng là đúng tâm trạng một luôn cái đó. Bài thích là giờ là bài Thánh Ca Buồn, bữa nào hát lại. Buồn. Bài đó cũng hay, tại những cái bài đó là những cái bài phổ biến rồi. Những cái bài gọi là mọi người ai cũng biết hết. Và nó nổi tiếng trên mạng. Những cái bài đó cứ tới mùa Noel là người ta hát. Son chưa bao giờ nghe cái bài đó mà anh hát nhạc. Anh có thể ca một khúc đầu được không? Khỏi cần nhạc. Không phải, bài đó bài gì ta? Bài Thánh Ca đó con nhớ không em? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì hát thử khúc nào. Tại không có chuẩn bị. Ok. Lần sau đi. Lần sau có nhạc rồi. Lần sau đúng rồi. Đó, thì thật sự ngày hôm nay rất là vui. Nói chung là hôm nay
không hiểu tại sao chứ gặp Sean nó cái tự nhiên là tuôn ra, tuôn ra mà tất cả có những cái gì mà coi như là bí mật là bật mí là luôn. không có giữ gì hết nữa. Tự nhiên mình kể là những cái kỷ niệm mà thời thập niên 90 đó. Vui anh ha. Nhanh ghê. Rồi, mới đây mà hai mấy năm rồi. Nhanh thiệt. Thôi, Sean chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe và tiếp tục khám phá những cái đam mê mới của anh, cũng như là tiếp tục cho ra mắt những cái sản phẩm hay có ý nghĩa phục vụ quý khán thính giả trong tương lai nữa nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Son rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý vị thích chương trình này, xin hãy bấm nút like, subscribe hoặc là follow. Và đừng quên bấm nút chuông để có thông báo mỗi khi Son Lê ra video mới. Và đừng quên hãy xem những video khác của Son Lê TV nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.seanleshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là hắc sâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc sâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hắc sâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc sâm ra, chúng tôi còn có hồng sâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thoái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp, làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương, giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thoái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương, làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai và các cơ bắp được trơn tru, mềm mại hơn. Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023. Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới. Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ với tất cả order từ $299 trở lên. Quý vị hãy order online at www.seanleshow.com hoặc gọi vào số điện thoại 714-703-6348 714-703-6348. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã yểm trợ cho Son Lê TV. Kính thưa quý vị, nhân dịp đến thành phố Houston, Texas để tham dự hội Xuân Giáp Thìn, chúng tôi đã có cơ hội để ghé ngang một trong những cửa hàng bán lẻ của hãng điện thoại Evoy Xe Talk. Đây là một trong những hãng viễn thông hàng đầu ở Hoa Kỳ, chuyên cung cấp các dịch vụ cao cấp 5G. Và đặc biệt họ nổi bật trên thị trường bởi vì các dịch vụ miễn phí qua các loại phone nổi tiếng như là iPhone, iPad, Samsung, Google Pixel vân vân. Họ đã cung cấp tất cả những dịch vụ này trên toàn cõi Hoa Kỳ cho những người dân Hoa Kỳ. Rất tiếc là cộng đồng người Việt Nam chúng ta ít ai biết đến dịch vụ này, cho nên chúng tôi có đề nghị với công ty Evoy Xe Talk là hãy giới thiệu đến với cộng đồng người Việt chúng ta để họ có thể hưởng được những cái quyền lợi. Đây là một trong rất ít hãng điện thoại cũng như là hãng viễn thông được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận và cấp giấy phép để cung cấp các dịch vụ miễn phí nói trên. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào bên trong cửa hàng của Evoy Xe Talk ạ. Talk Evoy Wireless được thành lập từ hơn 25 năm qua và là công ty tiên phong trong việc cung cấp kỹ nghệ viễn thông tân tiến cho khách hàng của mình. Đó là lý do tại sao Evoy cung cấp mạng 5G rất sớm cho khách hàng trên toàn lãnh thổ của Hoa Kỳ, kể cả Alaska, Puerto Rico và Virgin Island. Hiểu được tầm quan trọng của việc giữ liên lạc và kết nối khắp thế giới, chính vì vậy AirTalk đã và đang cung cấp dịch vụ gọi quốc tế không giới hạn đến hơn 80 quốc gia, kể cả Canada, Việt Nam và Mexico, hoàn toàn miễn phí. Một đặc điểm nữa là với AirTalk, dịch vụ điện thoại hàng tháng cũng hoàn toàn miễn phí, bao gồm các cuộc gọi không giới hạn,
tin nhắn không giới hạn và Internet tốc độ cao. AirTalk tự hào là đã và đang cung cấp dịch vụ này cho hàng triệu người dân Mỹ ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Ngoài ra, AirTalk Evoice Wireless cũng rất tự hào là nhà cung cấp dịch vụ duy nhất có các chuyên viên cố vấn cũng như chăm sóc khách hàng là người Việt. Điều này là một phần quan trọng trong cam kết của công ty này để hỗ trợ cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, đảm bảo mọi người nhận được dịch vụ bằng ngôn ngữ gốc của họ khi cần đến. Một trong những điều quan trọng và cần biết đó là dịch vụ AirTalk chủ yếu dành cho các đối tượng có tham gia vào những chương trình hỗ trợ của chính phủ liên bang như là SNAP, SSI, Medicaid, Housing, v.v. hay là các gia đình có lợi tức thấp, kể cả các sinh viên, học sinh khi nhận Pell Grant của chính phủ cũng có thể thụ hưởng được chương trình này. Kế hoạch này được tài trợ qua chương trình Lifeline và Affordable Connectivity Program. Việc ghi danh và điền đơn để mà nhận các dịch vụ nói trên cũng rất là nhanh và giản dị. Chỉ với 5 phút tại cái website là airtalkwireless.com hoặc là đến các cửa hàng và chi nhánh lân cận để được trợ giúp. Trong trường hợp mà quý vị không qualify với các chương trình chính phủ liên bang mà muốn nhận được các dịch vụ tốt đẹp và nhanh chóng kể trên thì hãy apply tại airvoicewireless.com. Kính thưa quý vị, Airvoice AirTalk cam kết là cung cấp các dịch vụ tốt đẹp nói trên cho khách hàng của cộng đồng người Việt chúng ta. Tôi rất hân hạnh được tham dự vào những chương trình này và một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu cùng toàn thể quý vị. Thưa quý vị, ngoài những cửa hàng mà quý vị vừa thấy thì hãng điện thoại Airvoice AirTalk dự định sẽ có rất nhiều những kiosk như vậy đặt trong các trung tâm của người Việt chúng ta, đồng thời trong những cái cửa hàng của công ty điện tử Teletron ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi, đây là một trong những sinh hoạt tại một kiosk nằm ở trong khu người Việt tại Houston, Texas. Teletron ngay hôm nay để mua tặng mẹ những món quà giúp mẹ được trẻ trung, khỏe mạnh và tươi đẹp hơn. Mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cellulitol Platinum MD Made in Korea do tài tử Nam Hàn Lee Min Ho giới thiệu, sale 1.899 đồng. Ineo Totale là sản phẩm y khoa thẩm mỹ sang trọng nổi tiếng của hãng Evology Israel, một phát minh của khoa học gia Barry Barish đã từng đoạt giải Nobel vật lý và đã được Hoa hậu Hoàng vũ USA sử dụng và ca ngợi, được FDA Hoa Kỳ chứng nhận là medical device có công dụng làm da săn chắc, chống chảy xệ, nâng cơ mặt và vùng da dưới cổ. Lifetime Warranty giá 11.950 đồng, sale đặc biệt giới hạn 2.999 đồng. Đặc biệt, Lâm Nam Laser là thiết bị y khoa thẩm mỹ đa năng thông minh và hoàn hảo nhất thế giới của Israel, được FDA Hoa Kỳ chuẩn nhận, giúp xóa nám giảm nhanh, nâng cơ mặt, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ. Lâm Nam Laser Lifetime Warranty giá 18.750 đồng, sale đặc biệt giới hạn chỉ 4.500 đồng. Đệm cứng chống đau lưng Amante Made in Italy 20 năm warranty giá 7.000, sale 4.499 đồng, trả góp 4 năm không tiền lời. Ghế massage Koyo Made in Japan 3 năm warranty giá 8.000, sale 5.999 đồng. Ghế massage trị liệu MA Neo Made in Japan 2 cánh tay mở đóng như cửa xe hơi giá 15.000, sale 12.000 đồng, trả góp 4 năm không tiền lời. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999, trang nhà teletronusa.com.